trong sạch. Có thần thông và chấp hẳn tà kiến, nhờ giác tệ mà Đức Chánh Minh Chi đã cảm thắng được đại phẩm thiên ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Những người có trí tuệ không biến nhát thuộc ngày 8 kệ ngôn, tán dương quay lực của Đức Chánh Đứng Chi sẽ tránh khỏi vô số nạn tai và sẽ chứng quả Niết Bàn là nơi an vui độc nhất. Sáp bề sáp ta tu kinh ta hoàng tu nít đúng kha hoàng tu ác kha hoàng tu nhị kha hoàng tu đích kha dù kha hoàng tu gồ kha hoàng tu sam phát tì hi sam nít tu sức kỳ ác đa năng phao đi ha gần tu đúc kha phát cha nít đúc kha phai giác phát đa cha nít phai già sổ kha phát đa cha nít sổ kha hoàng tu sắp về thi tha mi nô. Nguyện cầu cho tất cả có quan trái lẫn nhau, hãy cho tất cả được sự yên vui khổ, đừng làm hại lẫn nhau được. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Hoành đà mi kê sạp băng, hoành đà mi xê thi văn sắp bằng sắp bác thà nề su pháp tích thi tăng xà vi vi kha đà tu ma hà bố thình búc tha rù phẳng sắc cây lăng. Hoành đà mi xê thi văn sắp bằng sắp bác thà nề su pháp tích thi tăng xà vi vi kha đà tu ma hà bố thình búc tha rù phẳng sắc cây lăng xa đà. Quanh đà mi chê chi văn sắp bằng sắp bác thà nề su phát tích thi tăng xà vi vi ca đà tu ma hà bố tình bút tha rù phẳng sắc cây lăng xá đà. Con đem con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi đại thọ bồ đề và chim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con xin tất cả quý vị trong đạo tràng gom tâm thanh tịnh để cùng con thọ trì tâm quy và ngũ giới. Úc ca sa mai dằn bằng tề di xuân rắc thân nắp thà giúp tích ta rắc nề na sa phần. Cái gì là ni già cha ma đưa ti dầm bi ma dầm sầm bi sầm ra cái nắp thà giết tất ta ra nghề nó sa phần. Cái gì là ni già cha ma ta ti dầm bi ma dầm bằng tề bi sầm ra cái nắp thà giết tất ta ra nghề nó sa phần. Cái gì là ni già cha ma con đặc quá đại đức chúng con xin thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tam bảo đi văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tâm quy vào ngũ nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tam bảo đi văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Tát Sa Ba Ca Wa Tổ Sa Ba Ca Wa Tổ Arahato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm Sa Ba Ca Wa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng chánh đứng chi do ngài tự không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Sa Ba Ca Wa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh đứng chi do ngài tự ngộ chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc Á Đăng cao thượng được chứng quả chánh đứng chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cung thỉnh sư Chí Đức cầm bích để truyền tam nghi và ngũ giới cho chúng con đông đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Chí Đức. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Đại Đức Quốc Giang, kính chào cô tu nữ Như Pháp.
Xin chào Tiêu Trần Nam Tiên Nữ. Xin được thay mặt Như Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gạch chế hò mỹ con đêm mê lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sở năng gạch chế hò mỹ con đêm mê lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn phán sở năng gạch chế hò mỹ con đêm mê lòng thành kính tăng. Được đi ông bê lòng thành kính xin quy lần thứ gì được đi âm bị đấm mong sợ năng cái họ lòng thành pháp lần thứ gì được đi âm bị thân sợ năng gây cho họ bị đấm lòng thành xin quy tăng lần thứ gì tạ ti âm bị bù đăng thần ông gây cho họ bị con đến mấy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba tạ ti âm bị đấm mong thần ông gây cho họ bị con đến mấy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba tạ ti âm bị đăng thần ông gây cho họ bị con đến mấy lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thần sa đại năng các cha mi thầm mang sa đại năng các cha mi sẵn thần sa đại năng các cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng quy tăng. Du ti dầm đi bụt thần sa đại năng các cha mi, du ti dầm đi thầm mang sa các cha mi, du ti dầm đi sẵn thần sa đại năng các cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm đi bút thằng sa rì năng gác cha mi, ta ti dầm đi thầm măng sa rì năng gác cha mi, ta ti dầm đi sẵn thằng sa rì năng gác cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì sa na ca năng ni thiết tâm phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma bằng tề dạ sinh văn. Về rồi mà đi học tâm mắt dạ mi. Còn sẽ có những điều học là quy tránh xa suy sát sanh. A đinh na đa na. Về rồi mà đi học tâm mắt dạ mi. Còn xin quay về điều học là quy tránh xa suy trộm cắp. Cà mê xu mít cha cha ra. Quê là mà đi cao với anh xin mất dạ mi. Còn xin quay về điều học là quy tránh xa suy tà hạnh. Mũ sa hoa đa. Quê là mà đi cao với anh xin mất dạ mi. Còn xin mấy gì điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sự ra mê ra nhà mạch cho có mai đất hạ nam. Về là mạch đi sự to với thân xin mạch giao mi. Còn xin mấy gì điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Ta về Ramani Sích Ca Phá Đăng Samadhiyami. Con xin văn giữ điều học là cố chính xa sự sát tâm. Adinadana về Ramani Sích Ca Phá Đăng Samadhiyami. Con xin văn giữ điều học là cố chính xa sự trộm cắp. Khamne Sumit Cha Cha Ra về Ramani Sích Ca Phá Đăng Samadhiyami. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musa Wada Quê Ramani Sích Ca Phá Đăng Samadhiyami. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Sura me rajamat chan phama dapthana Vue ramani sikha padang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Ima ni ban cha si kha bạch đà ni sa thu cân ca tô an ngọc bám ai na ni cha ca lăng samarak thi tạp băng chư Phật tử sa vi thọ thì không quy về một giới này tâm bạn rồi phải đáp ứng gì hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Dạ kinh văn Sì lê nà phu tinh Sì lê nà phu ca sâm bác đàn Sì lê nà phu tạ Sì lăng sô thá yê Các dân sanh trong đời cũng như dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới Pháp lâm đế bàn cũng như dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ sa thú sa thú sa thú lành thai lành thai lành thai ốc ta mặn ghê nó quanh thằng tùng qua rút ta mặn phúc thề vô ca ly tô đồ con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ốt ta mằng về na hoành đề hằng thầm thầm mằng cha tu quy thần qua rằng thầm mê vô ca ly tô đồ sô thầm mô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang về na hoành đề hằng sẵn thần cha tu quy thù ta mang sẵn thề vô ca ly tô đồ sô sẵn khô ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin cung thỉnh sư trầm ních để chúc phúc cho đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư ạ. Sua tha la tho su tho guru no ho mo tha sa sa ne a ro go su Thôi cha thập bệ nhà thi phi sa an tha la tham Chư vị tạo vô rô na ha vô tha sa cha ne a rô ga Chư vị tạo hôi cha thập bệ nhà thi phi tê an tha la tha Chư vị tạo vô rô na ha vô tha sa cha ne a rô ga Chư vị tạo hô tha sa thập bệ Thì nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi, được sự âm vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong quyến cả thảy. Y đằng nô nha ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta vô Y đằng nô nha ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta vô Y đằng nô nha ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta vô Y đằng quá tâm mê phun văn à sao vắt khai già và hằng hồ tu Y đằng mê phun năng nhíp ba na sắc sa phát cha vô hồ tu ma ma phùng nắp thà gầm sắp phát sắp ta năng bà chê ni tề sắp đề mê sa năng phùng nắp bà gầm lắp bằng tú xà thú xà thú xà thú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy được
hằng được sự an vui do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm pháp duyên lành để trở duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng điều cả thể là tha cha bồn mắt cha mắt thi cha phụng nhân nô anu mô đành tu chích răng đắc thành tu sa năng ác tha sắc tha cha bồn mắt tha đề qua na ga mắt thi cha phụng nhân nô anu mô đành tu chích răng đắc thành tu nô ga rô ác tha sắc tha cha bồn mắt tha đề qua na ga mắt thi cha phụng nhân nô anu mô đành tu chích răng đắc thành tu nhà ta vô ác kha sắc tha cha bùng mắt tha đề qua na ga mắt chi kha phụng nhân nô anu mô đành tu chích răng đắc thành tu pha ni nô ác kha sắc tha cha bùng mắt tha đề qua na ga mắt chi kha phụng nhân nô anu mô đành tu chích răng đắc thành tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con sậu trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh dần kinh chi cô sa la sầm mằng các tâm bằng chi đi dần ma ma kha về na hòa cha ma na sa chi đa về chư các tăng các tăng về sắc đa sầm như nhô ác chi về các sắc đa a sầm như nhô ca tăng phụng nắc phá lăng mây hàm sắp đề thà di phá quần tư tề về tăng ca tăng tư đinh tăng đinh năng phụng nắc phá lăng mây già về ca tha ca na cha nằm tư đề qua gần tòa ni về đa dùng sắp đề lộ khăn di về sắc ta chiều văn ta ha rắc hề tu kha ma nhung nhang bộ cha năng sắp đề la băng tu ma ma sê ta sa ti con xin hồi hướng phước này khắp cùng khắp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền quá vãng thập phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo cảm lộ đạo vô khổ sầu lời vàng chi phật thâm sâu thấm nhìn trăm họ năm châu thấy bình linh đạo pháp quang minh chung tiền bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu con xin tác bạch thỉnh pháp sư ê quan sa hầm thất kỳ rậm ma a tha cha tha tùng hì pa huệ na tăng bút thô kha rung nghề na thi hòa sa gia tăng hà bút tha gia pha đề na mi gia đa văn ta tô ga tô thành cha quốc gia đa vô này về a mặn phải về khi thầm ma tô ta tô pháp bồ tí sam bu thô a nu na thầm ma đề sa năng ma kha quốc sa ni đề se ni sắc ta năng a ca sít tha khâm tề na sa tu ai vô bằng tề đề se tu thầm ma đề sa năng sắp đà di thác pháp vi sa ya an nu khâm thăng khi kha ta huệ phạm thiên thành kính thẳng khoảng phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời ngắm đường lọc giả ngày dời chăng sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy kính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị phủ dư niết bàn rồi giáo pháp 45 hạ vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lầm rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được chí chi vẹn toàn con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước là để thử máy sau về chuẩn bị trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong xin cung thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa
Nam mô tát sa pha ga quá tô a ra hà tô sống mà sống bồ tát sa kinh bạch Nam mô bồ tát gia kinh bạch chư tôn hay giả kinh thưa chư cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bồ tát gia. Mô Bun Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Tha Dạ. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đã. Dạ, xin hỏi các anh chị là âm thanh của chúng tôi, các anh chị có nghe được hay không ạ? Xin các anh chị mà có nghe được là xin cho biết một cái tín hiệu. Xin cảm ơn các anh chị. Dạ, xin cảm ơn các anh chị. Dạ, xin mời anh chị đạo hữu ở trong room, bà con nêu những cái vấn đề, những cái câu hỏi để mình làm cái bài học cho cái room chúng ta trong ngày hôm nay. Dạ, con trong khi chờ đợi, con kính mời sư dùng nước trà. Dạ, xin mời các anh chị nha. Dạ, như vậy thì con nêu cái có là rồi, xin mời gửi cái nick lại cho chị Hà. Dạ, Nam mô Phật Thầy, dạ, Nam mô Tham Mai, dạ, Nam mô Sang Thầy. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, chư tôn đức tăng và các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô Mát Tà cho con biết tín hiệu rõ. Và thưa ngài, ngài cho con hỏi, con thấy có những cái vị tỳ kheo đó thưa ngài, họ chỉ ăn một bữa một ngày, nhưng mà có những vị thì ăn hai bữa. Vậy thì theo cái giới luật á, thì như vậy thì cái nào thì đúng hơn, hay là cái đó tùy theo cái hạnh của mỗi vị, như là họ có thể hạnh đầu đà. Có vị con thấy có những vị dù ở cái xứ lạnh họ vẫn mang chân đất, không có mang giày. Thành ra con có sự thắc mắc. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hoàng Giả Tính Thừa Chư Quý Vị. Thật ra Đức Phật không có cấm ông sư ăn mấy buổi, nhưng mà chỉ cho biết ông sư ăn bắt đầu mặt trời mọc lên tới đứng bóng mà thôi. Nghe mặt trời mọc có thể nghe đưa bàn tay ra thấy được chỉ tay là bắt đầu, nếu có là bắt đầu ăn được, cho tới đứng bóng mà thôi. Còn cái chuyện ông sư ăn như thế nào là do nguyên hạnh của ông một phần. Thí dụ như ông nguyện ăn một buổi, mỗi ngày ăn một lần mà thôi, thì cái nguyện hạnh đó đó thì ông giữ, thì từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc đứng bóng ông chỉ ăn một lần mà thôi, chứ không có hai ba lần. Còn có ông thì ăn hai lần, thường thường trung bình là ăn hai lần, là tức là sáng đi trị bệnh về đói ăn liền, ăn sơ sơ mình ăn sơ sơ đó, rồi trưa khoảng 10:45 là ông đi ô ngọn ăn nữa, nhưng ăn lần này thì ăn cho no. Chứ Đức Phật không có cấm là một buổi, hai buổi, ba buổi gì đó, mà ngài chỉ ra cái thời hạn được quyền tiêu tăng, được quyền nhai là từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc đứng bóng. Nghĩa là sao? Trái đứng bóng rồi đó, ở đây nhiều khi chúng ta thấy đại giao dịch là cấm ăn, không phải cấm nhai. Cấm nhai đó. Có một cái thí dụ là cái vị tỳ kheo ăn cơm xong rồi quên xe răng nè, thấy chừng trưa trưa cái không thấy không còn, không kêu cái lòi ra miếng thịt dính đồng trên răng, cái nhà vẫn phải đi khám hối gì đó, như thường, chứ không phải tội nó không có nặng, nhưng vẫn đi sám hối thường là cái ha, không phải là cấm ăn. Thành ra là chưa tăng chưa được uống nước mà thôi, uống nước chứ không được nhai, không được chứ đừng nói ăn chỉ cho mệt, đó là
cái giới như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con hỏi tiếp là cái vấn đề vậy thì khi mà những cái vị con thấy có những vị họ giới rất là kỹ lưỡng mà họ không mang giày luôn, dù là ở cái xứ lạnh, thì như vậy thì có những con thấy nó hơi quá, có hơi quá không? Tại vì tùy theo cái mức độ mà mình gìn giữ, chứ không con thấy nhiều khi cũng là một cái sự nguy hiểm bệnh hoạn á, thưa Ngài. Thì con thấy có những vị như vậy, nhưng mà như vậy thì mang giày thì con nghĩ ở mức độ nào đó thôi, thì mình cũng phải có những cái tùy theo cái chỗ trú xứ ở mà mình chăm trước không, thưa Ngài? Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hoàng. Dạ, kính thưa chư quý vị. Đức Phật không cho chư tăng mang dép hay mang giày gì cả, với điều kiện là cái vị đó bình thường nha. Còn được mang dép là khi nào gì đó bệnh, có lý do gì đó là đi chân không, không có được. Nhưng mà coi quý vị thấy có một vài vị đó là luôn luôn đi chân không, ngay cái trời tiết lạnh tiết đồ vẫn đi chân không. Quý vị nên hiểu có những cái vị sư mà ta rừng quen đó, cái chân của người ta giống như chân cọp vậy đó, chân hổ đi, chân ngựa có đóng đó đó. Đi không nhầm vậy đó, thì người ta mới làm đôi chân nó dày dữ lắm, chứ nó không có mỏng giống như chư tăng ở mấy cái vùng mà khỏe như làng mạc rồi lại kia ông chùm đó. Đi vậy thôi nghĩa là chưa, cái da nó không được dày, cái gót chân nó nghĩa là nó bình thường, thì cái vị đó tới xứ lạnh có phải mang dài hay là mang dép gì đâu được. Đức Phật cho phép, bởi vì mình đi cái đó có thể làm nguy hiểm, có thể làm cho mình bị bệnh hoạn. Không, thứ nhất là ở các xứ mà theo Phật giáo truyền thống, nhưng mà ở thành phố lớn nhiều vị phải mang, với lý do trời nắng, ví dụ nắng ở Bangkok mà quý vị ra, quý vị bước xuống đường đó là nó không cẳng liền. Thành ra đôi khi mang cái dép ở Thái thì nó không có bắt buộc lắm, nhưng mà ở Miến Điện á chưa tăng chỉ được mang một loại dép mà thôi. Dép mà quý vị thấy chưa tăng nào đi được không giống nhau, nó mang một loại thôi chứ không có được mua dài mua đồ cái kim trùng, không được là tùy theo cái xứ cái đó. Thì nhưng mà Đức Phật vẫn cho phép mang với điều kiện bị bệnh thôi, còn nếu mà không bệnh nào mình là không cần mang. Nhưng mà quý vị ở những cái xứ mà giống như Âu Châu, Mỹ Châu hay là những cái xứ thành phố lớn như ở Việt Nam hay là ở bờ kem sòng, nó cái ra đường nó tráng nhựa, nhưng mà đi mang chân ngày trước sau cũng vô bệnh viện à. Thành ra có thể mang được chứ không phải ấy, nhưng mà mình đừng lợi dụng cái đó để mình làm một số điều mà có thể là mình vi phạm giới không chừng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Vậy thì Ngài cho con hỏi thêm một câu cũng liên quan đến đó. Con thấy hình như con học mà con không biết con có nhớ lầm không, thì nghe nói là nước mà nước dừa đó thưa Ngài, thì buổi chiều con không được uống, thì như vậy có đúng không? Nhưng mà con cũng có hỏi một vị thị kheo, thì cái vị đó nói là dùng được, thành ra con cũng hơi ngạc nhiên. Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hoàng. Dạ, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là nước dừa thường thường là dùng không được, bởi vì Đức Phật cấm rõ ràng là nước có trái cây lớn, trái cây loại lớn á, ví dụ trái dừa là loại lớn rồi, nước vậy đó không phải là uống không được, chứ không phải uống được, uống không được là phải uống đúng giờ ngay trước trước khi đứng bóng. Nhưng bây giờ người ta không có khe, người ta cứ vô chai nước hộp á, người ta cứ dùng thôi. Nhưng mà có thấy không, mà trong kinh điển dùng chữ Maha Phala đó, tức là cái loại trái cây bự á, có nước là uống không có được nha. Nhưng mà bữa cỡ nào thì không thấy trong kinh nói, nhưng mà đa số ở Thái Miến Điện thì
buổi chiều nó ông Sơn không uống nước dừa, lại loại trái cây lớn, chỉ uống được một số nước nghe là Đức Phật cho phép mà thôi, còn có những loại nước buổi chiều uống cũng không được. Nam mô Bích Thầy nhé. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, có một lần cũng mới đây người bạn đạo con có dâng nước dừa thì con mới nói là không dùng được tại vì theo giới luật, nhưng mà con cũng không chắc thì con phải ra con hỏi cái vị đó, cái vị đó nói dùng được thành ra lại dâng, thành ra nếu như vậy thì mình cũng một người cần nam cần nữ cũng nên cố tránh không thưa ngài. Dạ, con kính tri ân nhất là cho ngài. À, như vậy xin mời chị Meta lên đặt câu hỏi trực tiếp với lại sư ạ. À, gửi mic cho chị Meta. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, không biết trong đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Hà, cảm ơn Lang Thang, cảm ơn Huynh Thu Học. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh của Meta rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng với quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, bạch ngài, con có một cái câu hỏi là nếu mà một cái người mà bị tai nạn hay là vì lý do gì đó bị chấn thương sọ não rồi không còn phải sống cái đời sống thực vật, thì như vậy đó cái người đó cái tâm tức là cái danh nó có còn hay không hay là như thế nào? Dạ, chỉ dạy cho con thực vật thì cái tâm của họ, cái phần danh đó nó như thế nào? Dạ, con kính gửi mít đến sư. Nam mô Bụt Thà Giá Tô Bì. Dạ, kính thưa cho quý vị, vẫn còn cái sợ mất được cái ngũ quẩn này, nó đâu chia đôi được, đâu chia ra được. Nghĩa là mình, cái người ở cõi dục hoặc là cõi sắc giới là phải có đủ. Ở cõi dục thì đầy đủ rồi, còn các cõi khác có thể là nó cũng gọi là có đủ ngũ quẩn nhưng mà nó là không có đủ sắc nha, tùy theo. Thì bây giờ nói cõi người thì nó vẫn là ngũ quẩn, thì nó vẫn còn giàu rằng người đó có bị cô ma bị gì nằm yên là nó để cái máy gì vô để cho sống vậy đó, vẫn còn đủ ngũ quẩn, cũng vẫn còn có tâm có đồ chứ làm sao được, nếu mà không có tâm thì làm sao sống được. Nghe cái quẩn này là không thể chia đôi, chia năm sáu bảy được. Dù rằng bị cái gì đi nữa thì cũng không thể chia được ha. Nên nhớ đó, dù rằng sống như thế nào đi nữa thì vẫn còn đầy đủ ngũ quẩn như thường. Này, bây giờ xin trả lời, xin thời gian để trả lời cái câu hỏi kia của Quỳnh Tu Học Học Pháp hỏi đó. Chúng tôi tìm cái chú giải của cái bài kinh Trống Không đó. Thì họ nói đã giải thích rõ ràng trong cái bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, tức là bài vô ngã tướng kinh, tức là bài kinh thứ hai mà khi Đức Phật dạy cho năm ngài Kiều Trần Như đó. Nhưng mà tôi tìm bài không có biết nó nằm ở đâu để coi chú giải là như thế nào. Nhưng mà trong chú cái Anatta Lakkhana là cái 4-5 chuyện, thì chúng tôi xin tổng kết 4-5 chuyện để cho Quỳnh hiểu cái chữ tướng trạng của cái này nó đồng nghĩa với Atanijena đó ha. Atanijena là thứ nhất là tại sao gọi là trống không đó, bởi vì cái mà mình thấy đó nó chỉ là cái sự tập hợp. Tập hợp của những cái phần rất là nhỏ, nó thành những cái điều kiện gì đó. Nhưng mà cái đó thì không thể gọi là
người được, không thể gọi là đàn ông, đàn bà hay là tôi, anh đồ được. À, thứ nhất cái điều kiện của cái chữ nó phải là khả nã đó. Cái thứ hai là đều là cái tập hợp không thể tìm được trong điều là chủ nhân của nó, mà không có ai là có thể coi nó như là của chủ. Cái thứ ba, cái ở dưới cái sự điều khiển hoặc cái sự mong muốn của cái người nào đó, và nó cũng không có ở trong cái điều kiện để mà cái ai đó có thể là bắt buộc nó phải như vậy. Cái nữa đó là nghĩa là cái đó là những cái hiện trạng nó được xuất hiện hoặc biến đổi theo cái điều kiện của nhân duyên, chứ không ai có thể làm cho nó phải như vậy, phải như cái kia. Và cái nữa đó là dầu rằng mình có nghĩ như thế nào đi nữa thì nó không có khác gì là ngoài cái điều kiện mà nó đã có từ xưa tới giờ. Thì trong bài kinh tiếng Việt đó, cũng giống như bài kinh của Thái mà chúng tôi tìm đó, thì thấy nó rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ mình nói con mắt, nó không có cái gì để gọi là tự ngã, hoặc không có những cái điều kiện phụ thuộc vào cái tên gọi của nó. Thành ra nó là những cái mà không phải là tự ngã, cũng không thuộc về tự ngã. Tất cả các pháp trong thân này đều như vậy hết. Nhưng mà sở dĩ mà nó có thể nó sinh tồn được là tại vì nó được nhân duyên của nó, nó vẫn hiện hữu như thường. Và cái hiện hữu đó mình hiểu lầm là nó tùy thuộc vào cái đó. Hiểu lầm như thế nào? Thí dụ như mắt, mình gọi là mắt của tôi hay là mắt của anh. Hoặc là tôi thấy bằng con mắt, anh cũng thấy bằng mắt. Nhưng thật sự ra con mắt nó thấy được nó do những cái điều kiện nhân duyên tập hợp lại, chứ không phải là mình muốn thấy là thấy được. Nếu chưa đủ nhân duyên, chưa đủ điều kiện, không thấy được. Tương tự cho tất cả các pháp khác. Thành ra cái ảnh nó tả lắc hình ảnh nó có một số chuyện vậy. Nhưng mà trong chú giải thì của cái bài kinh trống không này đó thì nói là đã được giải thích rõ ràng trong à nó tả lắc hình ảnh sưu tạ. Tức là bài kinh thứ hai đó. Nếu quý vị nào có rảnh thì tìm thử các bài kinh không đâu, coi lấy rồi chứ. Chúng tôi tìm hoài ông ra chưa biết cái nằm trong tầng di tương ưng cái gì đó không có biết. Thành ra có nhiều cái mình cũng chịu thua rồi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ con kính tri ân cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ. Dạ con xin đọc cái câu hỏi của cái nick là Cổ Thiên Lạc. Là kính thưa ngài, con có nghe một cái vị sư thuyết như vậy. Một vị tỳ khưu mà chống lại tạng luật thì vị đó phạm tội chia rẽ tăng. Dạ xin ngài chỉ dạy cho chúng con. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Chống lại là chống lại cái gì chứ? Chỉ còn muốn chia ra tăng hỏi là cho Chư Tăng không có đồng nhất nhau, làm cho Chư Tăng bất hòa. Dựa vào những cái điều kiện không có thật thì cái đó mới là chia ra tăng. Còn mình chống lại tăng lục mà chống cái kiểu nào, có thể chia ra tăng nhưng có thể cũng không. Ví dụ như bây giờ mình nói cái luật của bên Bắc Triền nó đúng hơn, tại vì nó nhiều hơn, ví dụ 24. Còn cái luật bên Nam Triền thì không có đúng rồi. Thì mình nói như vậy là có thể phạm chia rẽ tăng, bởi vì làm cho chia tăng có thể không có những ý kiến đồng nhất và đưa tới sự gây lộn cãi cọ nhau được. Chứ còn thật sự ra mình
không không có tôn trọng năng lực hay không có gì, không có chuyện nó không liên quan tới cái vấn đề đã tăng cả. Thì đã tăng là giữa là mình thấy hai ông sư đó mà sao mà nó có những cái chuyện gì mà nó khấn khích nhau quá thì mình muốn thử coi nó có những cái gì không á, hay là hai nhóm chưa tăng thì mình làm thế nào để hai nhóm chưa tăng không thể vô trong chánh điện ngồi chung nhau để mà làm của chưa tăng được, thì lúc đó mới dính vào trường hợp chưa đã tăng mà thôi. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, xin mời các anh chị nêu những cái vấn đề và câu hỏi khác. Dạ. Ở đây cái vị Cổ Thiên Lạc nói rằng là cái vị tỳ khưu đó, đó là chấp nhận cái việc mà thành lập lại cái ni bộ. Dạ, như vậy xin ý kiến chỉ dạy của sư về cái vấn đề của cái nick Cổ Thiên Lạc họ nêu lên như vậy ạ. Nam mô Bụt A Di Đà, kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, họ thành lập lại với điều kiện gì đó chứ đâu phải là thành lập lại để làm cho chư tăng chia đôi cái vụ thành lập. Đồng ý là chư tăng, đa số các nước là chư tăng không đồng ý cái việc thành lập chi bộ bởi vì nó không đúng theo luật. Thì cái chuyện mà mình chống, mình không, mình cho rằng cái chuyện thành lập chi bộ nó không đúng thì thôi chứ có gì đâu, thấy không? Trừ phi chia tăng mình nói sao đi, cái nhóm ủng hộ hoặc cái nhóm không ủng hộ không thể làm chung tăng sự được, thì lúc đó mới biết, cũng phải đem ra cho chia tăng tụng kinh này nọ, hỏi tới hỏi lui rồi này kêu mới quyết định chứ. Thì cái chuyện chắc chắn là thành lập ni bộ là cái chuyện có muốn thành lập cũng không thành, tại vì người mà muốn thành trở thành tỳ khưu ni á, người đó phải qua tỳ khưu ni cho trước, mà nếu qua thì không qua tỳ, bây giờ không còn tỳ khưu ni nữa, lấy tỳ khưu ni đâu mà cho người nữ. Rồi sau khi tu rồi đó thì bên tỳ khưu ni mới dẫn cái người đó đến qua tỳ khưu tăng để cho họ chấp nhận, thì họ tụng tuyên ngôn để chấp nhận là như vậy thì mới thành lập tỳ khưu ni được. Mà bây giờ thì không phải, tỳ không còn tỳ khưu ni nữa thì cái chuyện thành lập ni bộ không có đúng, không có đúng. Cho nên có nhiều nước đã không chấp nhận và họ không làm. Dù là những cái mấy người mặc cái của tỳ khưu ni đi tới lui rồi, nhưng mà họ cả một vị tỳ khưu ni. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà, con xin thay mặt ở trong rừng là kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, xin mời mọi người khác, xin mời mọi người khác nêu các cái vấn đề. Dạ, thì như hồi nãy sư vừa mới giảng dạy về cái của cái chữ Sunyata, cái chữ trống không, trong cái đoạn kinh mà hồi tuần trước con có nêu lên. Thì con mới tìm lại một cái đoạn kinh. Thì trong cái đoạn kinh này á, thưa sư, để cho con sẽ con copy và con copy lên. Là bài kinh này đó là bài kinh cái chốt trống ở trong tương ưng. Đó, thì trong cái bài kinh này có một cái đoạn đó là dạy rằng là những cái bài kinh nào á, do Như Lai thuyết thâm sâu nghĩa lý thâm diệu xuất thế gian liên hệ đến không, đó chữ này là chữ Sunyata luôn, họ sẽ không nghe. Khi các cái kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ không có lắng tai, họ sẽ không có an trú chánh tri tâm, và họ sẽ không có nghĩ rằng các ấy học thuộc lòng cần phải thấu đáo. Như vậy thì rõ ràng là cái nghĩa của cái chữ không Sunyata là rất quan trọng, là rất quan trọng trong cái giáo lý về đạo Phật, mà con thấy như là ít có đề cập tới, ít có đề cập, chỉ đề cập tới là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà có những cái đoạn đó là vô thường, khổ, không và vô ngã. Nhưng mà về sau này thì con thấy dường như là chỉ trình bày có tam tướng thôi, là anicca rồi dukkha rồi anatta.
mà cái Sunyata thì lại không đề cập tới. Mà nếu có đề cập tới á, thì chỉ là coi như là đồng nghĩa với lại cái chữ Anatta. Như vậy con xin cái ý kiến của sư về cái vấn đề này, chúng ta nên hiểu như thế nào? Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn thì giả kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, khi mà nói tới đó đó thì mình phải biết khi nào mà nói tới cái Sunyata đó, tức là còn cái dịch theo tiếng Việt là gọi trống không đó, thì chắc chắn là khi nào cái nào nó có cái điều kiện đó thì dầu rằng cái chữ dùng đó như thế nào đi nữa thì cái đó vẫn có nghĩa là Anatta Lakkhana, tức là trạng thái của cái sự vô ngã. Chứ không, ở đây nó đồng nghĩa với trạng thái của sự vô ngã. Chứ còn nếu mà mình nói là Sunyata nó khác, bởi vì cái vấn đề mà nó dựa theo khi mà Đức Phật dùng chữ thì mình nên hiểu là dùng chữ dựa vào hai chuyện. Thứ nhất là con người, thứ hai là dựa vào cái bài kinh Đức Phật nói tới cái gì. Thành ra khi mà Đức Phật nói, ví dụ như cái bài kinh vừa rồi đó, đó là thế giới là trống không, hay là thế giới là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà khi mình hiểu cho thế giới là ngũ uẩn thì ngũ uẩn nó chỉ có ba chuyện mà thôi, tức là vô thường, khổ não và vô ngã. Thành ra thường thường khi mà đề cập cái trạng thái của sự vô ngã đó, người ta gọi Anatta Lakkhana đó, thì thường thường đó, cái chữ đó đa số đều hiểu nó đồng nghĩa với cái chữ không, là trống vắng đó, không hay trống vắng. Đồng ý là mình có thể dùng chữ Sunyata, nhưng mà chữ Sunyata là mình phải coi tùy theo cái điều kiện là chúng tôi nói, tức là điều kiện Đức Phật nói tới cái gì và cái người nghe là ai. Chứ còn nếu mà mà không có ấy, thành ra đó là lý do tại sao mà chúng tôi ráng chúng tôi tìm cái bài kinh Sunyata nó nằm đâu ấy, cái bài kinh vô ngã tướng đó nó nằm đâu, thì chúng tôi coi thử trong đó giải thích cái chúng sanh, cái chú giải để giải thích cái đó như thế nào. Bởi vì nó có rất nhiều cái chữ mà mình khi mình dịch ra là nó rất là kêu bằng có thể làm cho mình hiểu lầm. Tại sao có thể làm cho mình hiểu lầm? Bởi vì khi mình dùng cái Đức Phật mà dùng chữ để mà nói ra bài kinh á, ví dụ vô lô cô sửa vô lô cô gì đó, thì ngài dùng chế định, ngài nhớ cái đó là ngài dùng chế định pháp để ngài thuyết ra. Nhưng mà cái người dịch á, họ chỉ vừa dịch theo chế định pháp chứ họ không dịch theo cái thực tinh pháp. Thành ra thường thường mình hiểu nó tùm lum, chứ không có gì đó. Hiểu có tùm lum. Chứ còn nếu mà mình hiểu nó là thực tính pháp như thế nào á, thì chắc chắn là không bao giờ mà có cái tùm lum đó. Nhưng mà thường thường tại vì mình không học thực tính pháp cho nó ràng, thành ra mình hiểu sai cái chữ mà người ta dịch ra. Thấy không? Cái chữ mà người ta dịch ra nên nó mới, thành ra khi mà tùm lum vậy đó, mình phải ra, mình phải kiếm chú giải, người ta giải thích cái chữ đó đó nó nằm trong cái điều kiện đó tại sao như vậy, thì mình mới hiểu được. Ngay trong pháp hành cũng vậy, khi ông thầy sư ông giảng cho quý vị là ông dùng chế định, nhưng cái người hiểu muốn hành được là phải hiểu về thực tinh pháp, chứ không có thể hiểu chế định pháp được. Ví dụ như ông thiền sư cũng dạy mình đi biết là đi, thì mình phải hiểu thực tính pháp cái gì gọi là đi, mình nhớ cái gì rồi gọi là đi. Chứ mình nghĩ cái cẳng bước tới là tật lắc, cái cẳng nó là chế định pháp, thì mình không thể nào thấy được cái điều kiện của nó. Nó ví dụ mình nói thở vô dài, biết thở dài, thở ra ngắn, biết thở ngắn, mình cứ nghĩ hết hơi thở từ cái lúc hít vô cho tới hết hơi là thở hơi dài, hay là hít vô dài rồi thở ra rất là nhanh, mình ngắn cái đó không phải.
Nhưng mà hiểu thực tính pháp, hiểu thực tính pháp chỗ đó là chỗ nào? Là cái niệm nó nằm trong hơi thở nó lâu hay mau? Ví dụ cái niệm nằm trong hơi thở lâu thì gọi là hơi thở nó dài, mà nằm trong cái hơi thở đó rất là ngắn thì gọi là hơi thở rồi thở ngắn. Thành ra mình phải hiểu như vậy để mình biết chứ, còn mình thấy chỗ nào mà ai dịch không nên là mình cái là sụn giá rồi kia sụn cái đó coi chừng. Bởi vì mình nắm cái thực tinh pháp chưa chắc là trúng. Mà khi nó không trúng rồi đó, cái người mà mang cái sự tai hại là mình, bởi vì mình hiểu sai. Mà hiểu sai rồi đó, nó có rất nhiều cái sự mà nguy hiểm đối với mình. Nếu mình đang hạ thủ công phu pháp hành gì đó mà mình hiểu sai cái lời giảng thầy sư là rất là nguy hiểm. Nó muốn cái những cái gì mà mình thấy mình không hiểu, mình ráng cố gắng mình tìm hiểu giải cơ hội giải cái đó là cái gì và giải thích như thế nào để mình có thể mình biết, hoặc là mình bắt được cái thực tính pháp của nó để mình biết nó là cái gì. Nó không, nó giống nhau, mình nhớ đó. Thì đoạn kinh trong cái nào nó cũng không giống nhau. Cái quan trọng cái Đức Phật nói dài dùng cái chuyện đó là cái điều này nói tới cái gì, cái điều mà mình hiểu đúng hay không. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Thì như cái đoạn kinh đó con thấy cũng là định nghĩa cũng là rõ như là trong chú giải, là định nghĩa rõ cái chữ Sunyata như thế nào, là thế giới này là rỗng không. Thì trong cái đoạn kinh đó đã định nghĩa cũng rất là rõ là do cái thế giới này không có cái tự ngã và không có những cái ngã sở, tức là thuộc về tự ngã, cho nên thế giới gọi là rỗng không. Ngay cái đoạn kinh đó con lấy ví dụ như mình chưa coi chú giải thì ngay cái đoạn kinh này là đã giải thích về cái chữ Sunyata là khá là kỹ, phải không thưa sư? Tuy nhiên đó, con có một cái điểm mà là như vậy, là khi mà Đức Thế Tôn dạy cái đoạn kinh này cho những cái người đó đó, thì có ai dám chắc rằng đó, là muốn cái người đó phải hiểu theo cái di pháp của thực tính pháp hay không thưa sư? Hay là trong kinh là chỉ Đức Thế Tôn chỉ là dạy theo cái nghĩa chế định thôi, chứ còn làm sao mình dám chắc rằng là cái đoạn kinh đó, đó là Đức Thế Tôn dạy cho cái vị đó, đó và muốn cái vị đó phải hiểu cái đoạn kinh đó là theo thực tính pháp của vi diệu pháp, thì cái gì dám chắc là điều đó thưa sư? Dạ, ý con muốn là cứ một cái đoạn kinh rồi mình phải bắt cái người nghe, người đọc cái đoạn kinh đó phải hiểu cái đoạn kinh đó theo cái kiểu của vi diệu pháp, thì liệu cái điều đó nó có bị cưỡng ép hay không? Dạ, con kính gửi mít xin sư về cái ý kiến về cái vấn đề này. Dạ, con gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, vào thời Đức Phật những sự hiểu lầm đó rất là cũng có, nhưng mà không, quý vị coi trong tạng luật thì phải, có bao nhiêu ông sư đó cũng nghe cái lời đó rồi cái treo cổ tự tử. Bây giờ nên nhớ cái chuyện đó. Quý vị nào biết cái chợ đỏ nó nằm đâu thì vô đọc lại có biết tại sao họ nghe cái điều Đức Phật nói họ vẫn treo cổ tự tử đó. Không lẽ Đức Phật nói chuyện tào lao để cho họ tự tử à? Chắc chắn Đức Phật phải nói đúng chứ không có sai. Nhưng mà người ta hiểu sai hoặc người ta hiểu như thế nào, cái đó là đưa tới sự tự tử ra, mình không có bạn ở đây. Cái thứ hai á, tại sao mình không biết chắc chắn người đó hiểu đúng hay sai, nhưng Đức Phật biết chắc chắn người đó hiểu đúng hay sai là tại sao? Tại vì trước khi Ngài tới gặp người đó phải nằm trong cái võng trí của Ngài. Đó. Thì nên Ngài mới nói cái điều đó, nói điều đó chắc chắn là họ hiểu đúng rồi, họ mới bắt đầu quả chứ. Nhưng mà mình thì đừng có nghĩ rằng giống như người ta. Đó. Mình bây giờ đó là mình học theo cái kiểu là có sẵn, rồi mình đọc bài nào dễ, cái mình cứ đọc tới đọc luôn, cái mình hạ thủ vô mình hành mà không biết đúng hay sai. Đó. À. Chắc chắn, bởi vì nếu mà không hiểu đúng theo cái
thực tính pháp đắc đạo, thấy làm sao thấy sanh diệt là sao đắc đạo, chỗ nào nói là nghe Đức Phật nói chế định mà đắc đạo đâu. Quý vị muốn cái đó, quý vị cứ dựa vào chú giải tóm tắt những cái điều đó trong 16 tệ minh sát, thấy là thấy cái gì? Đầu tiên là phải thấy danh sắc rồi, thôi thì không không có theo, không có học gì quá, không có điều những cái điều dạy trong Di Luật Pháp sao thấy được danh sắc được. Người ta không học trong cái thời đó, nhưng kiếp trước chẳng hạn như năm ngày Kiều Trần Như đó, cái người đầu tiên nghe đắc là nghe cái gì? Cái đó thì phụ huynh là trong những cái điều kiện nó có phải liên quan tới Di Luật Pháp không? Nó bài kinh ra ban cho cặp bà quách nó sụt tạ đó, có đúng không, có liên quan tới gì pháp không? Nhưng mà ta học bao nhiêu năm rồi ta mới lọt vào cái dẫn trí của Đức Phật được. Còn cỡ mình nó chưa học bao nhiêu, bây giờ rồi có đứng trước mặt Đức Phật năn nỉ lại ngày 108 lại nữa, ngài cũng không thèm nói cho câu nào để nghe. Mới biết nói ra thì thằng cha này nó nghe nó nói thì nó nghĩ là lời ta vô ích, hoặc là nó nghe xong nó hành vậy là bà là nó xuống sông lên nó bơi luôn ra biển à, phải không? Mình hiểu chứ, người ta phải thấy vậy đấy chứ. Nghĩa là trong 84 ngàn pháp đã hết rồi, nhưng mà sau này người ta mới chia, chứ đừng nói trong thời đó là không có. Ngay kề với lại đầu tiên đã có pháp lòng vô rồi đó. Mình không phải cái hạng người mà nghe xong không biết, hạng người nghe xong biết có chỉ có một người thôi, còn bao nhiêu đa số là chư thiên, tức là ngày cô lên nhá thôi. Hỏi người là cô nhá ngày nghe xong mà thấy cái gì? Người phải thấy danh sắc, người phải thấy nhân viên của danh sắc sinh diệt thế này nói chứ không nghe xong rồi đắc là đắc cái gì? Mình hiểu cái chuyện đó, không? Người ta học đã nhiều năm rồi, nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đây là cái kiếp cuối cùng của người ta rồi, ta nghe ta mới biết được. Còn mình bây giờ mới bắt đầu kiếp thứ nhất của hàng ngàn kiếp thì sao nữa, làm sao mình có thể mình thấy mình nghe được. Thành ra chắc chắn Đức Phật nói cái bài pháp nào vậy đó, ngài dùng chế định, nhưng mà người nghe mà muốn được kết quả nghe là do giống như mình muốn là phải hiểu qua thực tính pháp. Mà bây giờ mình muốn hiểu qua thực tính pháp thì mình phải chịu có hạ thủ công phu để mình học gì về pháp, nên nhớ gì đó. Tại vì mình không phải thuộc cái loại mà nghe xong cái thấy được thực tính pháp liền. Mình học gần bá thở di pháp dạy, và bây giờ nói một câu chưa chắc mình đã biết cái thực tính pháp nằm chỗ nào này, chợ đó mà khi nghe Đức Phật nói à. Chắc chắn là nghe Đức Phật nói là ngài dùng cái những cái thường thường đó. Quý vị không tin thì quý vị vô coi bất cứ bài kinh nào mà nghe xong. Ví dụ ngài Ananda đó, ngài đắc trong tư thế nào? Trong tư thế đang nằm đó. Hỏi ngài có thấy thực tinh pháp không? Đây nè, khi mà ngài mà đi tới lưu mệt thì ngài mới nghĩ cái chuyện ngài sẽ nằm xuống nghỉ ngơi, phải không? Thì bây giờ ngài sự sầm phát sanh, phải không? Mình sẽ suy nghĩ đó, phát sanh cái gì? Phát sanh chất gió chứ là phát sanh cái gì? Rồi chậm cho ngài từ ngã xuống gì? Thì ngài phải nhìn những cái mà liên quan thực tính pháp. Chứ lúc đó ngài không có biết ngài là ai, cũng không có nhìn cái thân ngài đâu để ngồi nằm xuống cả. Nhưng mà lúc nghiêng đầu hạ xuống chưa tới gối, cái chân dở lên chưa để lên giường đã đắc đạo quả. Nó thì ngài quan sát cái gì? Người quan sát sự chuyển động của sắc phát sinh cho tâm gì nữa mà nói không có gì pháp đó sao được. Bất cứ ai cũng vậy, mình dùng cái gì pháp mình mới nói sau này có chứ không phải. Mình dùng cái thực tính pháp thì cho nó rõ ràng, nó chắc chắn hơn. Nếu mà không có thực tính pháp, mình nghe rồi đó, mình nghe chế định mà mình hiểu theo chế định thì cũng chịu chết thôi. Nghe chế định nhưng phải hiểu tới thực tính pháp, bởi chính thực tinh pháp nó có sanh diệt, mà nó có sanh diệt mình mới làm được cái chuyện gì có lợi ích mà thôi. Chứ tới ngày nào mà mình chưa thấy được danh sắc, chưa thấy được sanh diệt, đừng có nói gì hết, tiếp tục luân hồi. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Tha Dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ xin gửi mic lại cho anh Đạo Huynh lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư nha. Dạ, kính cảm ơn anh tu học học Phật Pháp. Dạ, chúng tôi có theo dõi, thấy anh đặt nhiều câu hỏi, thấy anh đạo học rất là tinh tấn, chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính lễ quý sư, đi cô, kính lễ quý vị trong đạo ca. Dạ. Thì kính thưa sư Liễu Tông, yeah. Gần đây thì tôi thấy là có cái phong trào học vi diệu pháp nó rất là phong phú, và yeah, trên mạng cũng như trên room rồi rất là nhiều, yeah. Thì bản thân chúng tôi cũng không phải là người Phật tử thuần thành, nhưng mà sau một thời gian theo cũng tò mò theo tôi thấy chúng tôi thấy cái môn học rất là thú vị. Thì sự giáo thì là ngài Narada, dạ, chắc sư chắc là rõ, dạ, ngài này sinh ở tại một câu lạc bộ Sri Lanka, và sau đó thì ở Việt Nam mình có cư sĩ Phạm Kim Khánh, yeah, có dịch ra cái bản là Vi Diệu Pháp Tất Yếu, chắc có lẽ cái bản dịch này khoảng 1970, và chúng tôi được biết là hình như là Thượng Tọa Thích Minh Châu cũng có soạn một cái tập sách là Thánh Pháp Tập Yếu Luận. Dạ. Thì rồi bên Mỹ có một ông Mỹ cũng ông tên là Bhikkhu Bodhi, tức là tạm dịch là Tỳ Khưu Bồ Đề. Dạ. Ông ta là người Mỹ cũng rất là giỏi về diệu pháp. Thì tất cả những cái bản dịch Việt Nam cũng như là bản dịch của Mỹ đều dựa trên cái cuốn sách của ngài Narada, A Manual of Abhidhamma. Thì kính thưa sư là không biết là cái bản của ngài Narada có phải là cái bản xưa nhất hay không, thưa sư, hay là trước đó có những cái bản vi diệu pháp nữa, mà cũng không biết là sư Thượng Tọa Thích Minh Châu có dựa trên cái bản của ngài Narada không, hay là ngài dựa trên cái bản vi diệu pháp bằng tiếng Bali cổ hơn nữa. Bởi vì là cũng có nhiều cái nguồn tin, có nhiều cái niềm tín ngưỡng thì đúng hơn, có người thì là cho là cái vì diệu pháp là của Đức Phật giảng trên tầng tự đạo lợi, còn có kể là nói thôi cái vì diệu pháp là do các sư hậu học dựa trên những lời dạy của Phật bày ra. Thành thử là chúng ta cũng không biết đâu là đúng, đây là thuộc vấn đề tín ngưỡng. Thành trở lại câu hỏi là xin thưa sư, là cái bản vì diệu pháp cổ nhất mà chúng ta có thể tìm thấy hiện tại là khoảng chừng năm mấy, thưa sư? Dạ. Cũng xin hoan hỷ, xin nhờ sư hoan hỷ trả lời ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch cha, kính thưa cho quý vị. Đức Phật pháp ở đây đó, mình sẽ giải bắt đầu từ cái bài pháp đầu tiên. Đầu tiên có gì diệu pháp hay không thì quý vị kiếm cái bài mà chặt gặp một quá tình nói sụt coi trong đó như thế nào. Cái chuyện ngày lên cung trời ngày thuyết đó, nên nhớ cái chuyện ngày lên cung trời ngày thuyết, rồi xuống rồi ngày mỗi ngày, mỗi ngày đi từ bệnh ngày xuống, ngày theo sách vở vừa coi đó thì ngày thuyết lại cho ngài xã đưa tạng nghe. Thành ra bây giờ một con số truyền thống nói là ngài Sơ Tạng là mới dạy cho 500 đệ tử ngày rồi này kia, cái đó không có gì chắc chắn cả.
Bởi vì chúng tôi không thấy cái sách vở nào nói là cái những cái thuyết về di pháp là bắt nguồn từ ngài Sở Địa Bồ Tát cả. Nhưng quý vị dựa vào cái lời kết tập tâm tạng lần thứ nhất, ngài đã đang ngài nói rõ ràng là ngài nói kính bạch chư tôn hiện giả, chính tổ tài của tôi nghe từ miệng ngang kim khẩu của Đức Thế Tôn 82.000 bài pháp và từ các bạn đồng hòm hạnh 2.000 bài pháp, tổng cộng tôi nghe và nhớ được 84.000 bài pháp, tức là 84.000 pháp quận. Thì rõ ràng nó đâu liên quan tới ngài Sở Địa Bồ Tát đâu. Sao ông nói là nói di pháp để do ngài Sở Địa Bồ Tát ngài dạy là có đó dạy có người chứng đàng hoàng là ngài nên đang làm chứng phải à? Đã có dạy di pháp cũng đó rồi, lại thông qua cái cấp của thanh nát sụt, quý vị về lật ra cái đó đi rồi cho biết. Đó. Còn cái chuyện thắng pháp tập yếu luận á, tới thế kỷ thứ 9, thứ 7, thứ 8, thứ 9 khoảng đó, thì ngài Anuruddha ngài mới soạn ra. Đồng thời của ngài Anuruddha ngài soạn ra thì có cái quyển thứ hai cũng tóm tắt cái đó, quyển gọi là Phí Thâm Má Quá Ta Rá. Quý vị nào rảnh rảnh thì vô lục trong Google Đạo Phí Thâm Má Quá Ta Rá thì nó lên một cái quyển sách vậy. Của ngài Bố Tha Thách Tạ. Còn cái quyển Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ là của ngài Anuruddha. Nhưng mà ở trong các nước Phật giáo truyền thống đó, họ trước khi họ học Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ, họ cái lời quyển giải thích cái đó, tức là cái quyển Dika đó, Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ là chú giải. Còn cái quyển giải thích cái Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ là sớ giải. Thường thường bây giờ người ta học là người ta học cái quyển đó trước rồi mới học A Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ. Thành ra cái A Phí Thâm Mất Thà của cái ngài Thâm Ma Pa La ngài giải thích cái A Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ đó, cái bài cái quyển đó gọi là A Phí Thâm Mất Thà Quý Pha Quý Ni Đi Ca. Nói rõ ràng vậy chứ làm sao không nói được. Mà đa số các trường của Thái của Minh Điện đều dạy cái quyển A Phí Thâm Mất Thà Quý Pha Quý Ni trước rồi mới tới Thắng Pháp Tạo Quý Luận. Để giải thích rất nhiều chuyện. Quý vị nên nhớ là Phí Thâm Mất Thà Sẵn Hạ nó tiếng Pali nó chỉ khoảng dừng 70 trang, 75 trang thôi. Cả quyển vậy đó. Trong cái quyển kia nó dài lắm. Chẳng ngờ Phí Thâm Mất Thà Quý Pha Quý Ni giải thích nhiều chuyện rất rõ ràng. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình học đầy đủ thì mình mới biết. Muốn học để hiểu kinh điển là phải học trước hết là sớ giải, chú giải rồi này kia cho nó đầy đủ rồi mới đọc vô chánh kinh được. Tại chánh kinh mình chưa có đủ khả năng để đọc. Bởi vì cái chánh 4.000 bài pháp đó quý và tháng ngày xưa thuyết ra nói ra đó, nó là cả một cái vấn đề. Thành ra những cái người mà tứ thiệt á mới có khả năng đọc và hiểu rồi. Còn mình phải dựa vào chú giải, sớ giải rồi đi ca rồi nó chứ đâu ấy đâu. Chứ không có đâu đọc hiểu. Ở trong room này có gì nào đọc không? Đặt cái bộ Tâm Tạng theo Thái thì 45 quyển, theo bên Miến Điện thì hình như nó tới 60 mấy quyển đó. Mà quý vị đọc vô mà quý vị hiểu được á, chúng tôi bái phục dữ lắm. Bởi vì quý vị cái đó là thuộc về thứ thiệt tam nhân, mà tam nhân thuộc về cũng có thể tinh nhu quý vị vậy, tinh nhu đó chứ không phải tam nhân thường đâu á. Nó cả một vấn đề. Mình ở ngàn năm thứ ba của giáo pháp Đức Phật rồi, mình đừng tưởng mình ở ngàn năm thứ nhất chứ. Nó giờ học gần ba thở còn không hiểu gì hết. Tôi nói nhiều lần đó, ngày xưa đó ngài nói cái A Phí Thâm Mất Thà Tham chẳng gặp bộ nó rồi có một lần thì có một vị đắc, còn chưa tiên là đắc nhiều lắm. Còn bây giờ quý vị hỏi bất cứ ông sư nào cũng tụng cái bài đó, nó không có dưới 1.000 lần đâu. Ông sư nào cũng tụng nhiều cái chục ngàn lần đó, nó đắc gì đâu. Thì biết mình cỡ nào rồi, có thắc mắc gì hết. Đó.
Thành ra quý vị muốn tìm thì tìm thử những quyển nhà phi tâm mắt thạ quý pha quý ni hay là phi tâm máu và ta đã đọc thì sẽ biết nó có nhiều, nó rất là chi tiết, rất hay chứ không có dở. Đọc để hiểu hiểu ở phi tâm là gì. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Thì sẵn cái câu hỏi của anh Đạo Huynh đề cập tới cái vấn đề về vi diệu pháp đó, thưa sư. Thì con nhớ là trong những cái lần mà kết tập và kinh đó, thì tới cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba, tức nghĩa là khoảng là hơn 200 năm sau khi mà Đức Phật Niết Bàn á, thì bây giờ vẫn chưa có tạng vi diệu pháp. Là lúc bây giờ là lần đầu tiên là mới có cái gọi là cái bộ thứ năm á, tức là cái bộ gọi là cái bộ thao quát thú. Tới lúc đó là mới bắt đầu mới có là tạng vi diệu pháp. Thì đương nhiên cái này là con nghĩ rằng nếu là Phật tử Nam Tông thì chúng ta phải tin rằng là cái bộ đó là cái bộ do Đức Phật thuyết. Nhưng mà nếu mà nhìn ở cái gọi là khoa học á, ở góc độ lịch sử á, thì đến lần kiết tập thứ ba, tức là hơn 200 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, thì lúc đó mới lần đầu tiên là có cái là cà thao quách thú. Và tới lần kết tập lần thứ tư, tức nghĩa là nửa đầu thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch á, thì lúc đó mới có đầy đủ cái bộ Abhidhamma. Cho nên rằng là nếu mà mình xét về lịch sử á, thì cũng rất là mình khó mà nói rằng là có bằng chứng để mà chứng minh đây là đúng là của là thời Đức Phật. Tại vì nếu mà mình nói rằng là ngay trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân, hay là dựa vào trong cái lời nói của ngài Ananda là nghe 84.000 bài kinh từ Đức Phật và các vị tỳ kheo á, như vậy thì theo lịch sử thì ở lần kết tập lần thứ nhất không có kết tập. Đề này ý con muốn nói là cái tạng vi diệu pháp á, là phải đợi mấy trăm năm sau thì mới bắt đầu kết tập. Thì điều đó nói lên cái vấn đề gì? Dạ, con kính gửi mic là xin sư chia sẻ về cái quan điểm của sư về cái vấn đề này. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giác, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Nên nhớ kết là kết tập lần thứ nhất, lần thứ hai đều có vi diệu pháp trong đó, nhưng mà người ta chưa có chiết ra, tại vì lúc đó các vị đó là bậc thánh và toàn là thứ thiệt. Thành ra cái câu, hai cái câu mà được tóm tắt trong cái lần kết, mấy lần kết tập tam tạng đầu là gì? Thâm má và vi nay giá. Mình nhớ chuyện đó. Chữ thâm má nó đã bao gồm hết tất cả các gì ấy. Bởi vì lời dạy của Đức Phật là 84.000, 82.000 bài pháp cộng thêm của học trò nó là 84.000. Thì 84.000 lần đầu tiên người ta chỉ gọi là vi na giá với thâm má mà thôi, pháp và luật. Tới lần kết lập sau nữa người ta, các vị mà kết tập tâm tạng người ta thấy khó quá, là nên người ta mới vét thâm má thành hai, sụ tạ và vi thâm má. Nên nhớ chuyện đó chứ không phải có từ đầu. Chứ còn bây giờ nếu mà nói là cái tập nạn lần thứ ba thứ tư mới có bộ phi tham, mà bộ phi tham nó là 42.000 pháp quẩn. Như vậy là nếu mà cộng thêm cái điều kiện mà mình hiểu là ngày dạy cho ngày Ananda đó là 84.000, bây giờ thì 42.000 nó là 120.000 à. Mình hiểu từ đầu nó đã có rồi, nhưng mà người ta không có, các vị cái tập nạn ta không có vét ra, bởi vì lúc đó là thứ thiệt. Cái thứ mà ta tới giáo pháp là thứ thiệt, chứ không phải thứ như mình. Đúng không? Rồi tới cái lần cái tập tâm đạn lần thứ ba, thứ tư, người ta thấy bắt đầu là có chuyện rồi. Thành ra những cái gì khó thì vét ra trước. Thành ra mới lòi ra cái bộ ca thảo và tụ, rồi sau mới lòi ra thêm cái 6 cái bộ kia nữa. Với bộ ca thảo và tụ hồi xưa, người ta đọc, người ta không hiểu gì đó.
Đó. Thành có nhiều người nói là không phải của Đức Phật nữa kìa. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình phải hiểu tại sao nó từ đầu là nó có hai sao, nó có ba, là như thế nào là như vậy đó. Tại vì nó khó mà người ta mới chia. Chứ lúc trước á, theo một số chú giải nói rằng lần thứ nhất, lần thứ nhì đó là cái bộ Abhidhamma nằm bộ kinh, tức là nó có bộ kinh nào xưa đó, là nó sau này nó khó nó mới vét ra đó. Nhưng mà cái đó thì trời bạn thôi, chúng tôi cũng không có biết, nhưng biết chắc chắn là lúc đầu đó, thầm má viên này giá mà thôi. Rồi sau là mới chia ra là Vinaya rồi Sotanta rồi Abhidhamma. Nó có từ đầu nhưng mà tới chừng các nhà các tâm ta thấy khó, ta cần cái làm thế nào để dễ giải cho người ta hiểu. Chứ hồi xưa ta tới trường là ông thầy dạy gì ta học cái nấy cho ta đâu có chia. Còn bây giờ thì khi mà bắt đầu chia ra vậy là ta tới trường, nhiều khi tới trường học luật hoặc tới trường học trường bộ kinh thôi, hoặc tới trường học này kia học từ từ chứ. Rồi nhiều người mới bắt đầu học thăm má sẵn anh đi rồi quý phân khá chứ. Chứ hồi xưa vô là bắt từ đầu. Nghĩa là ông thầy ông dạy gì phải học nấy đó. Chứ đâu phải. Trời ơi. Từ đầu đó có bao nhiêu là có từ đầu hết. Nhưng mà sau này vì lý do mà mình đọc không hiểu, người ta mới chia, mà nhờ ta chia ra đó. Thành ra mới bắt đầu. Bây giờ muốn học Abhidhamma thì mà không cần học thần kinh cũng được. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà không học tạng kinh á, quý học Abhidhamma quý vị cũng coi chừng, quý vị học Abhidhamma không cũng coi chừng, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì tại sao Đức Phật hồi xưa ngày tiếp nên ngày không phân biệt cái nào là Abhidhamma, cái nào là kinh tạng. Bởi vì tùy theo người nghe. Còn bây giờ đó, nghĩa là ông thầy sư giỏi mấy cũng nhìn mình không biết mà là ai. Thành ra cái đón mò. Chứ đâu có phải giống như tới Phật hay nhìn biết mình cỡ nào liền. Mà biết cỡ nào rồi ngài nói cái gì như vậy, nó đều đưa tới cái kết quả là rất là đáng quý. Chứ còn mình không có đâu. Nên nhớ từ thời đầu nó đã đầy đủ 80 mấy ngàn pháp môn rồi. Sao khó nó mới chưa mới chia ra thôi. Chứ không phải là tới sau này mới có. Ô Bút Tha, dạ, dạ con kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Dạ bây giờ con xin đọc tiếp cái câu hỏi của cái nick là Pháp Nguồn Lào Cai. Có phải ở trong cái lộ trình tâm, ở trong cái thiền sắc giới, nó chỉ có lộ ý chứ không có cái lộ ngũ, phải không bạch sư? Thì có người nói là đối tượng là tứ đại nên phải có lộ ngũ, vậy phải hiểu sao cho đúng? Kính mong sư chỉ dạy cho con. Con kính gửi mít cho sư chỉ dạy về cái câu hỏi vừa rồi. Nam mô Bố Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chủ vị, khi mà hành thiền rồi đó là luôn luôn là lộ ý chứ không có lộ ngủ luôn đó. Xin thưa quý vị, lộ ngủ không biết có kỹ gì hết á. Quý vị đừng có tưởng quý vị lộ ngủ, quý vị thấy là tưởng đâu lộ mắt thấy, lộ ý lộ mà mắt thấy không có thấy gì hết. Lộ lỗ tai, lộ lỗ mũi, lộ lưỡi gì đó, lộ thân gì đó, nói trắng ra là lộ ngủ không có thấy không biết gì hết. Tại sao chúng tôi nói không thấy không biết gì hết? Ghế này vị nào học gì về pháp mà lên trung cấp rồi nó sẽ thấy. Cái lộ, thí dụ lộ nhãn đi, nó có 17 sinh na rồi nó xuống phá quan khá, rồi nó xuống cái lộ ý liền, nó xuống phá quan là ngủ. Tức là lộ nhãn có một chấm thôi thì nó biết cái gì? Lộ ý nó mới ghi nhận là cái lộ trở lại lộ ngủ chấm thai là lộ ý nó phát sanh. Tức là lộ ý nó ghi nhận những cái điểm liên tục vậy là đối cuộc nó là cái gì nó mới lòi ra. Là cái gì? Là lộ ý cho lộ ngủ không có biết vậy đó. Thành ra nói hành thiền mà
không có ngủ lội gì, nói cái đó là không có biết gì hết. Mình làm cái chuyện vậy đó, cái lộ mà biết, cái lộ mà là có đầy đủ năng lực để thấu hiểu cái đó là lộ ý hết. Chứ lộ ngủ không có làm được gì hết á. Lộ nhãn không thể thấy được. Mà lộ nhĩ cũng không thể nghe được. Bởi vì nó hỏi 17 sanh na, nó một cái bốn tâm sanh diệt 1000 tỷ lần. Mà cái lộ ngủ nó phát, mỗi lần nó phát sanh tối đa 17 sanh na, nó thấy là thấy cái gì? Nó nghe là nghe cái gì? Nó ngửi là ngửi cái gì? Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con thấy hình như là có câu hỏi tiếp theo nữa. Câu hỏi tiếp theo cũng của cái nick là Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Là có thêm một cái câu hỏi nữa. Đó là con đọc và nghe nhiều cái bài kinh. Con thấy nhiều người thời Đức Phật, họ nghe Ngài thuyết Pháp rồi họ đắc đạo quả. Nhưng sau đó họ hay gặp nghiệp dữ, chữ dê, xen vào và không lâu họ bị chết, có cái chết rất là thảm. Như vậy thì cận tử nghiệp của vị ấy có phải là không tốt hay không, bạch sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính cầu này. Dạ, kính thưa quý vị, nghe rồi đắc đạo quả thì cần có chết cách nào là cần tốt, cần tốt được. Nếu là cận tử nó không tốt là đi xuống bốn đường đạo sao? Mà có bậc thánh nào đi bốn đường đạo đâu? Nên nghe đắc đạo quả có thể là bị bò hút, bị trâu sáu gì ông sầm đó. Lộ cận tử vẫn là lộ tốt bởi vì họ vẫn sanh về khỏi an vui được, nếu là bậc ta từ bậc tâm quả ra xuống. Nếu bậc tứ đến quả thì họ khỏi lo, không có sanh lợi gì. Anh lâu cận tử vẫn là tốt như thường chứ làm sao xấu được. Nếu lâu cận tử là ác pháp thì nhờ đi xuống sao? Mà thấy có cái vị nào tu đầu quần chết đi địa ngục không? Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xin thay mặt ở trong room là chúng con kính tri ân lời dạy của sư. Và gửi lời cảm ơn đến chị Pháp Nguồn Lào Cai đã nêu các cái câu hỏi. Sẵn hồi nãy có đề cập tới cái bộ đây là chị Pháp Nguồn Lào Cai có nói về cái lộ trình tâm đó, thì như con quan sát thì con thấy hình như là cái lộ trình tâm mà chúng ta được học là lấy từ trong cái bộ là Abhidhamma Thá Sanggraha, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, chứ không phải là lấy từ chánh tạng Abhidhamma, có phải không thưa sư? Con thấy đa phần là các vị giáo thọ đó là tham khảo vào trong cái bộ là Abhidhamma Thá Sanggraha để mà dạy về lộ trình tâm, chứ không phải là cái lộ trình tâm đó được dạy thẳng từ ở trong cái gọi là cái chánh tạng Abhidhamma, có phải không thưa sư? Và còn kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ. Dạ, kính thưa chư quý vị, vậy hỏi những cái lộ trình tâm đó nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở trong cái Abhidhamma Thá Sanggraha. Abhidhamma Thá Sanggraha dựa vào đâu mà ra cái quyển đó? Thì cũng dựa vào chánh tạng để tóm tắt lại chứ. Mình đọc chánh tạng mình không hiểu thì mình có người ta tóm tắt lại cho mình như vậy, mình học trong đó, mình nói chỉ có trong đó chứ trong chánh tạng quá. Ở trong chánh tạng nó vẫn có như thường có, nhiều khi nó rất là vắn tắt và nó rất là vi tế. Nó chú giải nó mới giải thích cho mình đọc mình hiểu chứ, còn cái không lẽ chú giải họ bài ra. Không lẽ ngày Núi Rú Thá ngày bài ra, ngày Bút Thách Tà Thấy ra ngày bài ra, hoặc ngày Tâm Ma Ba Lá ngày bài ra. Thì vào cái chánh tạng chứ, thì nó mới lòi ra mấy cái đó chứ. Nhưng mà ở đây em nào chỗ tại nó phải chứ, còn chánh tạng hồi xưa là chúng tôi nói rồi, Đức Phật dạy
cái ủng khách quý vị ta như khả năng ta có thể ta ngồi xuống 5-10 phút đây phát hành ta nó phát sanh 5-10 phút sau ta rất đạo quả rồi, mà ông đã bắt đầu đi dạy rồi, nó có bao nhiêu chuyện dạy nó chuyện gì dạy là dạy cho mình cái thứ là người lạc vô nhân hay là người nhị nhân hay là làm không được người tam nhân đó chứ đâu phải đâu, đúng không? Nghĩa là tánh tạng nó phải đầy đủ hết nhưng mà rất là chắn tắt theo cái kiểu mình nên nó rất là khó khăn. Nên chú giải nó dựa vào đó rồi người ta giải thích nó như nó trong chú giải, ví dụ chú giải nó, họ viết rất là ngắn một câu thôi thì sơ giả làm ra cả chục trang vậy đó để cho mình đọc mình hiểu một câu trong tam tạng như sao rồi. Quý vị coi trong tam tạng đừng nói coi thằng kinh nó biết nó rất cái gì nó cũng đâu có ấy rồi, phải đọc chú giải để hiểu thêm. Chúng tôi là có thể quý vị giỏi nhưng tôi cũng bé, nhưng mà tôi đọc trong chánh tạng thì chịu không nổi rồi, tại vì tôi không có hiểu nên là tôi phải dựa vào chú giải hoặc sớ giải, đôi khi dựa vào ai cho cái giáo hòa thá nữa chứ không phải không. Nghĩa là ví dụ như mà học nhiều pháp đó, có những cái chú giải nó không có, nghĩa là không có nhiều hoặc là không có giải thích một cách rõ ràng đối với những người ít trí tuệ như mình đó. Thành ra phải học của ngài, của Acharya, tức là của những cái bậc mà rất giỏi về pháp, vì sao giống hạn như ngài Lady Sador đó, ngài dính rất nhiều chuyện mà cái đó là chỉ có Acharya hả, tức là cái ý kiến của các bậc tổ đó, chứ chưa được là chú giải sớ giải gì cả. Nhưng mà nhờ đó mình mới hiểu được thêm. Chứ còn không làm sao nó phải nói chứ. Ví dụ như bây giờ, ví dụ mình nói cái bộ mà Thắng Pháp Tạo Uy Luận đi. Người ta dựa vào cái 7 cái bộ kia. Từ Thông Mới Sẵn Ca Ni, rồi Quý Văn Khá, rồi Một Lá Banh Nhất Thị, rồi Kim Phùng. Ta viết cái quyển cái vài chục trang vậy là quý vị phải biết. Trong kia nó vẫn đầy đủ mà nó còn cái quyển mà ta viết ra nữa, ta giải thích ra nữa, nó phải có hết trong đó chứ là sao không có được đó. Nên mình nhờ những cái bậc mà trí tuệ siêu việt kia đó họ mới lấy ra cho mình, cho mình có khả năng mình đọc mình hiểu, chứ còn nếu không chưa chắc mình đọc mình hiểu đâu. Mà đọc không hiểu thì hạ thủ công phu để hành làm gì. Bởi hành hồi cũng gặp Duyên Dương à, Nam Mô Bích Thai á. Nam Mô Bích Thai dạ. Dạ con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ tất nhiên là con không có cái ý nói rằng là Akithamma Tha Sangaha là không đúng. Dạ không phải như vậy. Chỉ là con muốn nêu ra một cái vấn đề con quan sát thấy như vậy để mà mình xác thực lại thôi. À, rồi xin mời bà con quý vị khác nêu các cái câu hỏi hoặc là giơ tay lên để mà đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Rồi xin gửi mic lại cho chị Hà. Dạ Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thanh Mai, Nam Mô Sàng Khai. Dạ con kính ảnh lễ ngày Tri Đức Ngài Lưu Tâm Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ con không biết là mọi người có nghe âm thanh con rõ không? Dạ cảm ơn anh tu học quá. Dạ từ ngày nãy ngài có nêu về vấn đề rất là nhiều vị các vị chư thiên á chứng đắc đạo quả trong cái thời Đức Phật, và con cũng học trong cái kinh Pháp Cú đó, rất là nhiều chư thiên khi mà Đức Phật thuyết cho cái đối tượng của cái người ở cõi dục á, nhưng mà chư thiên cũng được nghe và họ chứng đắc rất là nhiều. Vậy thì do cái phước căn của họ, họ cái tuệ của họ, họ thông minh hoặc là như thế nào mà hoặc là họ thu phước nhiều nên nó lên trời, thành ra khi chỉ nghe cái lời dạy của Đức Phật hay một bậc đạo sư thì chứng đắc đạo quả một cách nhanh chóng. Thưa ngài, dạ con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Mô Bức Thà Dạ Kinh Bạch Hoàng Dạ Kinh Đời Từ quý vị cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi lắm đó, nhưng mà do cái nghiệp cũng theo gì đó làm cho cái vị đó có những cái đen tối ngày
chú lá bên Thà Cả đó, ngài chú lá bên Thục đó, thấy không? Nghĩa là có nghe một cái câu thôi mà cả 4 tháng cũng không thuộc, không làm gì hết á. Ông anh ông mới biểu thôi hoàng tộc đi. Đó. Ông buồn quá, cái ông đi ra, ông ra, ông tính đi rồi cũng ra gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi ông mới nói vậy đó. Thì Đức Phật đưa cái khăn biểu ông cứ đi kinh hành rồi ông lao rồi cái ông dòm ông điền niệm rồi cái gì vậy đó. Thấy không? Chỉ gần vậy là đắc mà đắc luôn cả thần thông nữa chứ không ấy đâu. Đó, thành ra lúc đắc đó, thần thông cái ngài với chư tăng đi thọ thật cái nhà ông cấp cơ độc mới nói còn thiếu gì nữa thì mới kêu về kiếm về đó thì gặp ông đó đi. Đó. Thì chừng giờ gặp ông đó, ông đó không biết vừa vô tới nhà thấy cái ngàn ông chư ngông quét rác ông đâu ông thấy đó, thấy không? Tức là phải tu cả ngàn kiếp rồi, không biết bao nhiêu rồi, sợ khi cả tăng kỳ kiếp trước rồi mới có cái khả năng như vậy chứ. Nghĩa là vừa dẹn được một cái màn xấu bất thiện pháp cái là bắt đầu quả liền đó. Chứ đâu có dễ đâu, nếu mà không ấy đâu có được. Đâu phải như mình bây giờ tại sao không chịu ra không đắc, tại vì bao nhiêu kiếp mình làm biến lo ăn chơi không chứ đâu có chịu học hỏi gì đâu. Thành ra kiếp này đó có đầy đủ tam tạng trong tủ đó, nhưng mà ngó chỉ ngó thôi, lấy ra đọc một hai trang không hiểu dẹp đó. Thành ra cho tới bây giờ vẫn phàm nhân, vẫn là phàm nhân như thường đó. Cái gì cứ nghĩ rồi mình còn được cái chút xíu cái phước là được gặp được giáo pháp Đức Phật thôi, mà không ráng kiếm những lời dạy của ngài để bỏ túi hả? Nhắm mắt rồi mở mắt ra chưa chắc còn thấy giáo pháp cái gì, nhớ gì đó. Nó không phải dễ giống như mình nghĩ đâu. Búng tay chưa biết gì đâu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, một nhà thương ngài cho con hỏi thêm, một con nghe cái vị sư giảng cho con cũng khá là lâu, nhưng mà con cũng chưa có nghe vị nào khác dạy như vậy. Thì cái vị này dạy rằng là đến cái thời giáo pháp của Đức Phật hơn 5.000 năm sau thì không còn ai biết gì về giáo pháp nữa. Thì lúc đó xá lợi của bổn sư, Đức bổn sư sẽ tụ lại với nhau lại thành ra một cái pho tượng, mà pho tượng đó có thể thuyết rộng rã trong 7 ngày. Và những cái vị nào mà hữu duyên á, thì nghe rồi có thể chứng thánh. Nhưng mà đa phần trong cái loài chúng sanh mà được, mà nghe, mà để mà đắc đạo quả chỉ có nói đến chư thiên thôi. Tại vì thì con hồi nãy con có đặt câu hỏi là do vì cái phước của chư thiên hoặc là cái trí tuệ của họ cao siêu mà sao họ có thể trong ngay cả trong cái thời Đức Bổn Sư, ngay thời Đức Phật còn á, thì ngài cũng biết là bao nhiêu chư thiên có thể chứng đắc. Dạ, mà con cũng có thắc mắc cái vị này dạy như vậy, nhưng mà con chưa có nghe những cái vị khác dạy, thì con không hiểu là nó nằm ở trong cái tạng kinh nào, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh hoặc là Tăng Chi. Dạ, con kính tri mất tri ân ngài giảng dạy thêm cho con hiểu, và con xin trao mic này. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì có một số cái lời dạy mà chúng tôi không biết có nằm trong kinh điển hay không, hay là được truyền thấu sau này. Thì vào khoảng 5.000 năm thì tất cả những xá lợi Đức Phật, các bộ này đấu tranh thành một, thì cái tài liệu mà chúng thì không có nói tiếng Pháp, nó giống như ngài đó, ngài biểu diễn song thông vậy đó, biểu diễn thần thông đó. Ngài chư thiên xuống đảnh lễ đắc đạo đắc quả nhiều, nói chỉ nói vậy thôi. Rồi sau đó tất cả các xá lợi trên cái thân đó. Nghĩa là nó trắng là tự động biến mất chứ không có cháy gì đó. Có ai làm gì đâu cháy.
nghe tan rã rồi biến mất. Nói như vậy thôi, còn như thế nào thì chịu. Còn cô muốn được tới đó xem thì phải nguyện sanh làm chư thiên và vào 5.000 năm phải ở lãng quảng giao bồ đề đạo tràng thì ai ra thấy được, nghe được và có thể đắc đạo quả được, chứ còn người thì không ai thấy đạo quả đắc đạo. Xin thưa quý vị, đó là tại vì mới có 3.000 năm mà mình đã đọc kinh còn không hiểu rồi thì tới 5.000 năm sao hiểu được. Mới 3.000 năm mà là trí tuệ mình cỡ nào rồi chính mình phải biết. Thì đừng có nói tới sau 5.000 năm không có khả năng gì mà đắc đạo quả đó. Nhưng mà đó là cái lời nguyện chúng tôi đọc được trong cái nói về xá lợi đó, và gọi là xá lợi của Đức Phật đó. Nghĩa là liên quan tới Đức Phật thì có 3 cái sự chấm dứt. Như chấm dứt ngũ uẩn, thứ hai là chấm dứt cái ban đầu là đắc là để chấm dứt cái phiền não, thứ hai là chấm dứt cái ngũ uẩn tức là chết đó. Cái thứ ba là chấm dứt xá lợi và đi niết bàn á. Ban đầu thì đầu tiên là kỳ lê xả niết bàn á, cái thứ hai là cảnh thái niết bàn á, và cái thứ ba là xả đi đi cả tha tụ niết bàn á. Tức là có 3 sự chấm dứt. Thì sự chấm dứt 2 sự chấm dứt đầu thì đã sanh ra rồi. Sự chấm dứt thứ ba tức là tất cả sẽ lại gồm về bồ đề đạo tràng đó. Thì sự chấm dứt thứ ba đó dạng khoảng Phật tịch 5.000 năm. Hoặc là chỉ đọc sơ sơ chỉ biết vậy thôi, tại vì mấy cái đó mà đa số không ai ngồi viết ra đó. Vậy lý do là người ta cũng biết, không biết mình viết ra đúng cái sai, mà cái gì liên quan đến Phật mà viết không đúng mấy là ra người ta cũng chỉ ghi cho mình đọc vậy thôi. Đó là cái gì nào muốn ấy thì cứ tìm tòi hỏi coi. Bà ná có mấy loại đó thì lúc đó là ta tìm ra thấy những cái đó. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bụt Tha dạ, và dạ, con xin thay mặt cả trong dạ, kính tri ân về những cái lời dạy của sư. Là xin mời mọi người, xin mời những cái người khác là nêu các cái vấn đề, kêu các cái câu hỏi lên. Xin mời mọi người, và dạ, con kính sư dùng trà. Dạ. Xin mời mọi người nêu vấn đề khác lên. Rồi, xin gửi cái mic lại cho chị Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, Từ Mẫn con thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức. Con kính chúc sức khỏe quý Ngài, cùng quý cô tu nữ và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, vừa con cũng mới vừa nghe qua trong lớp mấy vị bạn đạo đặt những câu hỏi Ngài giảng giải cho, thì con có thấy là ở trước đây con đọc cái cuốn mà Vi Diệu Pháp Nhập Môn của Ngài Giác Chánh, Ngài Tịnh Sự, chắc Ngài Giác Chánh con nhớ không, có phải không? Thì con thấy Ngài có nói trong cái trang đầu tiên đó là ba bộ kinh đó là kinh luật luận nằm trong cái package, là nằm trong cái vỏ như là cái càng ba chân, thì
con đọc thêm một chút nữa thì con mới thấy nó là nói là lời kinh dẫn dụ cho người đến, lời kinh dẫn dụ cho người đến là lời luật là dòng dây xin người lại trói, và lời luận là giết người chết. Thì con này con đa thì trong Duy Diệu Pháp thì phải có tạng kinh luật luận, không thể thiếu ba cái món này. Thì con rất là tâm đắc ngài giảng, con vừa nghe được đó là Duy Diệu Pháp là phải có tạng kinh, mà kinh thì không thiếu được Duy Diệu Pháp, mà Duy Diệu Pháp cũng không thiếu được kinh. Thì con sực nhớ đến hôm nào ngài giảng bài, hình như nói về tà kiến, nói về bài kinh nói về tà kiến, thì nói đến cái bộ kinh của ngài, bài kinh Phạm Võng, 62 loại tà kiến liên hệ đến kiến. Còn nói đến tứ lậu thì liên quan đến cái bài kinh của đoạn trừ những lậu hoặc. Còn bài kinh của ngài, bài kinh thứ hai của Sa Môn Quả, thấy cái nào cũng liên đới giống mịt với nhau, không có môn nào hết, không thể thiếu được cái này, không thiếu được cái kia. Thì con lên con hỏi ngài như vậy thì con rất là quan hỷ, tâm con vui quá. Chừng con nghĩ là không, hồi lúc trước thì con mò không ra, con nhìn hoài, con đọc con không hiểu, nhưng mà khi mà đọc sâu vô cái tạng kinh thì con mới thấy tất cả những lời kinh đó dẫn dụ qua bên dạng về Duy Diệu Pháp hết rồi, mà đọc chỗ khúc nào thì mình mới hiểu được cái khúc nào. Như vậy con hỏi ngài như vậy đó, thì không biết con nói như vậy không biết có đúng hay sai, xin ngài quan hỷ giảng sâu thêm cho con biết, không biết con có lỡ lời, xin ngài và đạo tràng bỏ qua cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, không biết đúng hay là sai. Dạ con thành kính tri ân ngài, con dâng mít cho ngài. Nam thà giá kính bạch trời bảo vệ, dạ kính thưa chị quý vị. Thực sự vào thời Đức Phật thì họ không có phân biệt cái nào là kinh, cái nào gì Diệu Pháp đó. Ngài chi tiết những cái điều mà liên quan tới cho phép hoặc là không cho phép thì ngài tục. Còn những cái nào mà để liên quan tới pháp hành để đi ra khỏi luân hồi đó, thì người ta chỉ gọi là pháp thôi. Mà nó khi cái tập lần đầu tiên là người ta vẫn dùng chữ luật và pháp thôi, chứ người ta không có dùng những cái khác. Nhưng mà thời giờ có thời mà thấy bắt đầu suy đồi cái trí tuệ con người ta bắt đầu xuống sốc quá, người ta mới các nhà chú giải của Phật giáo, các nhà thông thạo giáo pháp Phật giáo đó, người ta mới nghĩ ra làm thế nào để chia ra những phần như vậy để cho mọi người đời sau này dễ học, dễ nghiên cứu hơn. Chứ không có gì đó. Thật sự đó, nếu mình trong cái luật á, nó cũng có liên hệ với Duy Diệu Pháp. Trong kinh nó cũng có liên hệ với Duy Diệu Pháp, và trong tạng Duy Diệu Pháp nó cũng có liên hệ với tạng kinh và tạng luật. Nó liên hệ với hết á. Mà nếu mà mình nói là phải chia ra vậy thì thật sự ra đó, các nhà chú giải người ta chia để cho mình dễ lựa chọn ngoài trong cái phần mà tu tập mà thôi. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng thôi mình học luật là đủ là không đủ, mình nghĩ là học tạng kinh là đủ cũng không đủ, hoặc là mình nghĩ mình học tạng Duy Pháp là đủ là cũng không thể đủ được đó. Ví dụ như bây giờ tạng Duy Diệu Pháp với tạng luật nó liên hệ như thế nào?
Thì quý vị coi trong cứu giải quý vị thấy người ta nói tới cái chuyện mà bây giờ mình giết cái bậc A Hán là giết cái gì? À, giết cái thân hay là giết cái tâm? À, thì người ta mới giải thích đó, là cái tâm này mà cái tâm nó sanh diệt nhanh quá, không có con người ta không có khả năng giết đâu. Mà cái thân thì nó cũng sanh diệt cái nhanh vậy nhưng mà nó chậm hơn chút nhưng mà cũng không có khả năng để giết. Thành ra người ta mới tạo cái năng lực để làm cho cái những cái sắc, những cái sắc mà nó liên hệ tới sự sống con người đó. Liên hệ tới sự sống con người tức là sắc mạng quyền. Thì làm cho nó mất năng lực từ từ là nó không còn có khả năng để duy trì những cái sắc khác được. Thành nó phải liên hệ nha, sao liên hệ. Mình không học sắc mạng, không học gì pháp sao biết sắc mạng quyền là cái gì, phải không? Đó. Nó có gì vậy, nó phải liên quan nhau vậy đó. Nhưng mà hồi thời Đức Phật dạy thì chắc chắn ngài không có chia, tại vì cái bậc mà nghe ngài nói thì thôi chứ thứ thiệt mà đó. Thành ra nhưng mà sau này đó, tại vì chúng sanh mỗi ngày mỗi giống như mình vậy đó, nghĩa là mỗi ngày mất lần lần trí tuệ ra người ta phải chia ra để cho mình dễ nhớ dễ học. Nhưng mà nếu mình học rồi cái mình nghĩ cái này nó mới có khả năng đắc cái kia, cái không có khả năng cái đó chết. Mình đừng có học di pháp rồi cái mình nghĩ mình học di pháp là đủ rồi này kêu sờ cũng chết, không cần học thần kinh thần luật cũng chết, chứ không có gì đó, phải học cả ba. Rồi mà ba rồi nó mới có khả năng để đưa mình đi tới đâu đó. Thành ra nếu bây giờ quý vị nào có thời giờ rảnh thì tìm tới những cái trang web mà họ có dạy đó, họ dạy trên, dùng cái Zoom cái này cái nọ đó, quý vị vô thích cái môn nào thì vô ráng chịu có nghiên cứu học hỏi rồi thấy nó liên quan tới cái chỗ này ít chỗ kia ít đó, thì mình mới tổng hợp lại để mình hiểu coi mình thiếu sót cái nào thì mà lại tìm cách để mình học cái đó. Chứ đừng có bao giờ nói tôi chỉ học lực thôi hay học kinh thôi hay học gì pháp thôi, cái đó là không có nên. Bởi vì ba cái đó nó hỗ tương với nhau, mà hiểu phải hiểu cả ba thì mới có khả năng đi tới đích được. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con xin thay mặt là kính tri ân về cái lời dạy của sư ạ. Dạ, về cái vấn đề mà cái nguồn gốc của vi diệu pháp thì có nhiều cái quan điểm, nhưng mà đã là Phật tử Theravada thì thường mình phải tin thôi, và mình phải nó phải có cái đức tin ở trong đó. Mà con thấy một trong những cái điểm lợi của cái việc mà mình học vi diệu pháp đó, đó là mình sẽ có một cái hiểu nó chi tiết hơn, và mình có thể là mình đặt lại cái vấn đề ngược lại, mình đặt ra những cái câu hỏi ngược chiều lại để mà mình tiếp cận gần hơn với cái sự thật. Dạ, xin mời mọi người ạ. Thì con lấy ví dụ như là sư cũng thường là nêu các cái vấn đề, nhưng về cái vấn đề là một cái lời sao mình biết được đó là cái lời dạy có đúng chánh pháp hay không, dẫn cái bài kinh đó là cái gì, là mình sẽ đối chiếu với pháp và luật, thì cái nào mà phù hợp ví dụ như vậy thì mình chấp nhận đó là đúng lời dạy của Như Lai, của Đức Thế Tôn, còn ngược lại thì nó là không đúng. Tuy nhiên á, khi mà mình nói rằng á, là mình đối chiếu với pháp và mình đối chiếu với luật á, thì con lại dựa vào trong cái bài kinh Kalama đó, thì bài kinh Kalama lại nói rằng là chớ có tin, dù cái điều đó là do kinh điển truyền tụng. Như vậy thì bây giờ mình hiểu như thế nào thưa sư? Tại vì bây giờ ứng với một cái lời dạy ha, một cái quan điểm, bây giờ làm sao mình biết được nó là đúng chánh pháp hay là nó chưa đúng, thì mình đối chiếu với lại pháp và luật. Nhưng mà trong bài kinh Kalama đó thì lại dạy rằng là chớ có vội tin cái điều đó là được kinh điển truyền tụng, dù cái điều đó là được nói ra từ bậc đạo sư, từ sư phụ Samano no Garu Tí, là được nói ra từ cái vị sư phụ của mình, từ những cái truyền thống, những cái truyền thuyết,
chớ cái vội tin dù cái điều đó là được truyền khẩu, kinh điển được chủ, vân vân. Thì như vậy thì chỗ này mình phải ứng xử như thế nào thưa sư? Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Nhã Kinh Thưa Chư Quý Vị. Ở đây nó phá một lực là cái người mà có khả năng làm đó là cái người đó phải học. Khi mình học rồi đó mình mới có khả năng, mình biết được cái nào có khả dĩ là lời dạy của Đức Phật. Chứ thật sự đó bây giờ đó mình nói kinh luật luận hay là luật di pháp đó, trong hệ nguyên thể thì tương đối là nó ít, tại vì nó chỉ có 64.000 bài pháp thôi. Đối với bên Thái thì chỉ khoảng 45 quyển thôi kia ấy. Nhưng mà cái vấn đề nó khổ cái chỗ này nè. Mình thí dụ cái đó là lời dạy Đức Phật 100%. Nhưng mà mình đọc mình có hiểu không? Còn mà mình y cứ mình nghe người ta nói cái mình biết, không biết trong bài kinh đó. Mình lật ra mình đọc bài kinh đó mình có hiểu không? Thành ra cái lời nói của Đức Phật đó là cái lời dạy của Ngài đó. Ngài nói đây, Ngài nhắc nhở rõ ràng. Thi rồi pháp với lực là thầy. Tức là cái điều dạy đó là phải học đàng hoàng được. Mà khi mình học đàng hoàng rồi mình mới dùng cái đó để mình so sánh. Khi mình nghe cái điều mà mình có thể mình hơi lạ tai thì mình phải biết cái chỗ nào để mình chọn vô coi đúng hay không. Đó là cái người học đàng hoàng học đúng. Chứ còn mình học không đàng hoàng á, mình có chọn vô mình cũng biết chọn chỗ nào. Thành ra cái pháp với lực của Đức Phật á, nó rất là nhiêu khê là cái chỗ đó. Trí tuệ mình càng ngày nó càng soi mòn đi ha. Thành ra bây giờ mình có đầy đủ như vậy chắc chưa chắc mình hiểu. Nó thật sự quý vị đó. Chúng tôi đọc chúng tôi biết có nhiều cái đó không hiểu. Mà khi mình không hiểu rồi đó, mình bắt đầu nghi ngờ thì được cái là chúng tôi tra của Thái là tra luôn cả của Miến Điện. Còn nó giống hay nó sai thì thường thường đa số nó giống, nó chỉ sai một số cái technique về từ ngữ mà thôi. Nhưng mà cái khổ cái đó quý vị nên nhớ đó, mà khi Thái nó dịch và Miến Điện nó dịch dầu rằng cùng một bài kinh cùng đoạn văn này đó, nhưng có nhiều chỗ nó vẫn khác nhau như thường, bởi vì các thành văn của Thái của Miến Điện nó không giống nhau. Thành cái khổ của người đi học bây giờ là vậy. Hồi xưa người ta học á, người ta không có khe cái đó là ngôn ngữ của Thái. Tại sao? Tại vì đó là ngôn ngữ Bali. Hồi xưa người ta học ta thuộc lòng, ta rất là giỏi. Bây giờ mình học đó, thật sự ra tìm cái người mà giỏi gì Bali nó ngoài trừ mấy ông Tâm Tạng Pháp Sư mà thôi. Mấy ông đó thì ông nói tiếng Bali với nhau được, ông đàm thoại nhau bằng tiếng Bali được, thì cái đó mình miễn bàn. Chứ còn mình nhiều khi nói cà lông, mình biết mình chạy chỗ nào, cái đó rất là khó vậy. Anh không phải dựa vào chú giải. Dựa chú giải xong có, phải dựa vào sớ giải để coi cái điều đó giải thích như vậy đó có phù hợp hay không. Đúng không? Chúng tôi xin thưa quý vị đó, ở Thái ở Miến Điện hay ngay cái Tích Lan giờ biết còn giữ cái đó hay không? Khi mà có một cái vấn đề gì mà liên quan tới lời dạy Đức Phật mà người ta không đồng ý nhau đó, là họ họp lại liền. Họp lại đem vấn đề ra bàn cãi. Rồi ông nào giỏi về chú giải, sơ giải ra, lấy ra ghi hết rồi, súng nhau bàn. Rốt cuộc rồi họ vẫn không đồng ý được. Thì họ coi cái sơ giải hay chú giải nào giải tới vấn đề đó phù hợp với nhân quả nhiều nhất. Thì họ đồng ý là lấy cái đó, giữ cái đó. Để khi nào gặp những trường hợp như vậy đó, mình có thể mình dùng nó để mình quyết định cái điều mà mình có thể chấm dứt được cái sự nợ của mình. Chứ không phải là ông nào ông ra nói ôi tôi chú giải tôi tới tiệc về em phải. Vẫn bàn cãi nhau, nghe là bàn cãi ổn thỏa như thường. Để tìm ra một vấn đề mà vấn đề đó vẫn tương đối như thường. Chứ nó không phải là vấn đề tuyệt đối đâu quý vị. Là người ta giữ lại những cái sớ giải chú giải nào phù hợp với nhân quả nhiều nhất, người ta giữ lại để ta làm cho bài học điển hình cho những trường hợp về sau như vậy để biết đường mà có thể là quyết định coi cái đó đúng hay sai. Cho tới bây giờ không ai có khả năng, bởi vì sao ba
ngàn năm rồi. Thì cái ngôn ngữ Pali đó nó phải nói chứ, có nhiều chữ đó nó không còn, nghĩa là cái nghĩa vào thời Đức Phật giờ nó không còn, nghĩa là như thế nào. Bởi vì ngôn ngữ đời sai lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói ngôn ngữ Việt Nam đi, cái ông mà nói ngôn ngữ 54 với ông nói ngôn ngữ trước 75 thì sao, 55 ba ông người gặp nhau là cãi lộn rồi, chưa hiểu gì không? Chứ đừng nói ngôn ngữ Pali đó. Thành ra mình cái đó, những cái đó là cần phải cẩn thận. Còn cái vấn đề mà trong cái bài kinh Kalama đó, quý vị nên nhớ đó, cái câu mà đừng cho tin vào rằng người nói đó là thầy tôi đó, quý vị nên nhớ đó, cái đó là không phải là thầy tôi là Đức Phật nha. Là nhớ chuyện đó, đó là ngài nói. Nghe thầy tôi, ví dụ ra mình có ông thầy nào đó, hay là người ngoại đạo có ông thầy nào khác, nhưng cái điều mà Đức Phật nói tức là nó chắc chắn 100% chứ nó không có sai. Nếu mình nghe từ miệng Đức Phật thì mình cần nghi ngờ gì cả. Nhưng mà mình nghe mà không phải miệng Đức Phật á, đừng có tin vào là người nói ra cái đó là thầy tôi, thầy, cái chữ thầy đó không phải chỉ cho Đức Phật. Chứ đừng nói là chỉ cho Phật, còn đọc tâm tạng điển mình cũng không thể tin. Thành ra cái nó có những cái điều mà vậy đó. Ví dụ như chữ ở đây là kinh điển, mình dùng chữ Pitaka đó. Pitaka đây là lời giải được dựa theo kinh điển. Pitaka đây là lời giải, chứ không phải Pitaka là cái vỏ nha. Mình đừng có tưởng là quý này giá Pitaka, sự tâm tạ Pitaka, rồi phi thâm má Pitaka, tức là ba cái vỏ trong kinh điển. Không phải phi thâm má Pitaka có nghĩa là lời giải của Đức Phật về phi thâm. Sự tinh tả vì tất cả là lời giải của Đức Phật liên la với những cái bài kinh trong cái tạng kinh, và ví nó giá vì tất cả những lời giải của Đức Phật liên quan tới giới luật. Chứ đừng nghĩ cái vì tất cả luôn luôn là cái vỏ là không có được. Cái vỏ là cái chừng đó mới trật. Đó chị sư phụ là vậy, cũng vậy chị sa môn nô cũng vậy ha. Chị sa môn nô đó là chỉ cho người khác chứ không phải chỉ cho Đức Phật. Anh ta nhớ chuyện đó, đó là những cái chuyện mà mình hiểu để mình gáy ra. Cũng thôi ngoại đạo nó bắt bẻ nói, này thầy của ông cũng nói đừng có tin ổng ra. Đừng có tin những điều nói ra từ sư phụ của mình. Đức Phật nói ra mình không, mình nói mình đừng nói mình không có tin. Mình không có khả năng nữa giai đoạn. Mình đã có nhiều chuyện hiểu cái chữ trong cái kinh điển lúc đó. Đức Phật nói ra ngài chỉ với ai, chứ không phải ông để ngài vô ngài kêu học trò ngài nghe tôi nói đâu mấy ông đừng tin à. Nó có nhiều chuyện vậy đó. Thành ra làm gì cũng phải dựa vào một số cái điều kiện nào đó để mình có thể mình biết chắc chắn cái điều mình như thế nào, chứ không phải là mình cái biết một chuyện mà rất là nguy hiểm. Giống như chuyện như tôi nói là nghe cái Thái Minh Điện lâu lâu nó cũng có những cái chuyện đi xúm nhau mà nói là phải ông nào phải đem sơ giải chú giải ra rồi để này kia em dòm giải thích này kia em dòm. Cái nào khả tính nhất là để làm bằng chứng thôi, chứ không phải là tin theo trong cộng đâu. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con kính tri ân về cái lời dạy của sư vừa rồi. Ở đây con thấy có một cái câu hỏi của cái nick Từ Mẫn á, của chị Từ Mẫn là: thưa ngài, bài kinh Kalama của ngài thiền sư Sayadaw Uchotika sư pháp thông dịch, con thấy rất khác về lối hành văn của quyển sách sau này. Anh này chắc là chỉ là cái lời đóng góp ý kiến chứ không phải là câu hỏi. Và xin mời mọi người khác ạ. Là chúng tôi dừng lại để mà đợi các cái câu hỏi của quý vị gõ lên đó. Và cho nên rằng là cái vấn đề mà mình xác định một cái điều đó, nó phù hợp với lại luật, nó tương ưng với kinh, nó cũng là một cái vấn đề nó rất là khó chứ không phải là dễ. Tại vì rõ ràng là chớ có vội tin dù cái điều đó là được
truyền thừa, được truyền tụng ở trong kinh điển Pitaka Sampadanena. Dù cái điều đó là được dạy bởi sư phụ của mình Samano, chỉ là cũng rất là khó. Con kính tri ân về cái lời dạy hướng dẫn vừa rồi của sư. Xin mời mọi người khác. Rồi, nếu vậy thì là trong khi chờ đợi các anh chị khác ở trong room mà nêu, thì em xin gửi lên một cái đoạn mà vị tỳ khưu ni Wajira. Vị Wajira có dạy một cái đoạn khổ đế tụ, không có cái gì sanh, có cái nhà, tức nghĩa là ở trên đời này là chỉ có khổ đế sanh, sự thật về khổ sanh lên, khổ trụ, khổ diệt, ngoài ra là không có cái gì diệt. Thì thưa sư, là mình xét ở trên chi pháp thì chúng ta thấy cái điều này hợp lý thôi, thì đó là năm uẩn. Tuy nhiên á, nhìn vào trong một cái câu như vậy đó thưa sư, thì một cái người họ mới học như vậy thì họ nói rằng như vậy thì nó có quá bi quan hay không? Là tại vì là cũng có những cái đoạn kinh Đức Phật nói rằng là ở trên cái thế giới này nó có cái vị ngọt, nó có cái vị đắng, nó có cái mặt phải mà nó cũng có cái trái. Thì ở đây lại phát biểu một cái câu rằng là cuộc đời này chỉ có khổ sanh, khổ trụ và khổ diệt, ngoài ra không có cái gì sanh trụ diệt, thì có bị rơi vào một cái nhận thức nó bi quan, nó yếm thế, nó tiêu cực quá hay không thưa sư? Như vậy cần phải hiểu cái câu này như thế nào để mà đừng rơi vào cái sự gọi là hiểu biết, nhận thức nó tiêu cực, cho rằng là cái cuộc đời này là chỉ có khổ thôi chứ không có an lạc, không có hạnh phúc gì cả. Con kính gửi mic lại cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chê Tôn Hà Gia Kinh Thưa Cho Quý Vị. Thật sự ra đó, thì nó mình hiểu cái câu này đó, là nó nằm trong trường hợp nào. Chúng ta nói nhiều lần nhưng mà biết cái nhân duyên của nó. Người ta chỉ trường hợp đó thì cái này nó hoàn toàn đúng hơn, nó không có sai. Nhưng mà chỉ trường hợp khác nó có thể nó có những cái mà nó hơi trục trặc. Nếu bây giờ mình nhìn liên quan tới mình nhìn danh sắc không đó, thì chắc chắn câu này nó phải đúng. Mình không cho chế định nó nhào vô thì đấy, nhưng mà ở đời người ta đó, người ta xài cả hai. Nghĩa là vừa chế định mà vừa thực tính pháp luôn. Nó mới khổ là khổ chỗ đó, là nhiều khi có nhiều cái chỗ mình không có, nghĩa là mình không có thể mình chỉ ra một cách tuyệt đối như vậy. Thành ra thế giới bên ngoài tại sao mà luôn luôn có sự cãi cọ, có xương cái này cái kia, bởi vì cái người mà người ta không học gì hết mà người ta mới trúng lô độc đắc đi, nhưng mà nói khổ chỗ nào mà sanh khổ chỗ nào, khổ nào gì vậy? Tự nhiên đương đi làm mệt cái mồ, tự nhiên giờ có bậc tỷ, ví dụ vậy, thấy không? Nhưng mà hai trường hợp nó khác nhau. Bây giờ mình có cái đó, mình có tránh được cái khổ không? Đó. Thành ra mỗi một cái những cái lời giải mà được đưa ra quan trọng, mình phải coi cái nó nằm chỗ. Nếu Đức Phật nói được, nói với ai? Nếu mà là Hán hay là đệ tử của ngài đó, thì họ nói dài, nói chỗ không thể nào một pháp đồng ý là có một pháp nó có thể nó trúng được nhiều chỗ. Đối với pháp thì nó trúng được, nhưng mà đối với bậc khôn, đối với người thì chưa chắc. Đối với người chưa chắc. Ví dụ như mình coi trong bài kinh mà Brahmacari Sutta 62 loại tà kiến đó,
Nghĩa là trong giáo pháp Đức Phật thì nói cái Niết Bàn nó lại khác, trong chỗ đó nói cái Niết Bàn nó khác, nghĩa là bốn cái tầng thiền, đắc được bốn tầng thiền cũng gọi là Niết Bàn, thấy không? Thành ra mình phải biết cái chỗ đó chỗ nào nói như thế nào, chứ còn nếu mà nói một câu như vậy đó thì thật sự ra đó người ta dễ hiểu lầm và dễ có cái những cái sự mà chống bán lắm. Nó rất là khó chứ nó không có dễ. Nhưng mà nếu mà mình nói về thực tính pháp không thì nó cái này nó đúng, mình nói chế định pháp nó có thể nó có một chút thay đổi đó. Bởi vì mình nói về thực tính pháp rồi mình nói tới cái gì, mình không nghĩ tới cái thân này vậy đó, mình nghĩ tới ngũ quẩn sắc tình thương vị xúc, chắc chắn là nó sanh thành trụ nó diệt, chứ làm sao mà tránh khỏi gì sanh thì trụ sự diệt được đó. Đó là có những cái mà ví dụ mình nêu ra vậy thì rất là khó trả lời, là một, thứ hai là có thể làm cho người ta hiểu sai và gây tới những cái không có vui vẻ nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Năm ở trong rừng tri ân vì cái lời dạy chỉ dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ xin mời mọi người, dạ xin mời mọi người tiếp tục. Mọi người gõ những cái câu hỏi lên đi, dạ, xin mời mọi người. Dạ vẫn không ai nêu cái vấn đề gì hết. Dạ thì thôi con cũng còn có mấy phút nữa, vậy thôi con sẽ nêu tiếp một cái vấn đề tiếp theo là cái giáo lý hay là một cái sự thật quan trọng ở trong cái cốt lõi ở trong đạo Phật dạy, đó là cái lý duyên khởi và vô ngã. Tất cả mọi thứ nó là vô ngã và nó do duyên sinh. Nó không có cái tự ngã riêng, nó không có cái tự thể riêng, nó không có một cái tự tính riêng biệt của nó. Nó là do nhiều cái nhân duyên mà nó kết hợp lại, nó hòa hợp lại mà nó sanh khởi thôi. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là như vậy. Bây giờ mình như vậy á, một cái pháp đó, thưa sư, nó sẽ được tạo ra, nó sẽ được cấu thành từ những cái yếu tố mà không phải là chính nó. À, còn lấy ví dụ như là cái máy tính con đang ngồi làm việc đây chẳng hạn, là nó được tạo ra từ những cái phụ tùng mà không có cái gì là máy tính đó. Hay là chiếc xe cũng vậy, nó được tạo ra từ những cái thứ mà không phải là nó, tức là nghĩa là không phải là chiếc xe. Như vậy thì bây giờ cái vấn đề đó là mình muốn đi tìm cái sự an lạc, mình đi tu mình muốn tìm cái sự an lạc hạnh phúc cho mình, nhưng mà thật ra mình là được tạo từ những cái yếu tố không phải là mình, nhưng mà mình chỉ lo siêng năng tu học cho riêng bản thân mình thôi. Mình không có để ý đến, mình không có quan tâm tới cái sự an lạc và an vui của những cái người khác. Thì liệu cái quan điểm đó đó thưa sư, nó có bị đi trái lại với cái giáo lý là duyên sinh và vô ngã hay không? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Dạ con gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá kính bạch chị. Dạ kính thưa cho quý vị, thật sự ra nói cái gì mà nói một chiều, ví dụ như ông sư đi, ông sư nhất định là mình tu cho tới đắc đạo quả thôi, chứ ấy cái đó là cái sự suy nghĩ rất là tào lao. Ông sư muốn đâu mình bác để bác này lấy cái gì mà phụ giúp cho mình có sức khỏe, có lại có rõ để mình hành đạo, thấy không? Thành ra ngay cả ông sư mà có hành đạo thật tình đó, thì cũng phải có những cái giờ để thuyết pháp giảng đạo. Giờ cái sự thuyết pháp đạo có thể nó không có đưa tới kết quả nhiều, nhưng mà anh muốn hạ thủ công phu để cho có kết quả thì anh nhất định là phải nghĩ tới cái thân này, rồi những cái điều kiện để nó bảo vệ cái thân này, những cái điều kiện để nó giúp cho thân này là không bị bệnh hoạn đồ này kia. Thì những cái điều kiện nó phát sinh từ đâu, từ ngoài, chứ làm sao phát sinh từ trong được. Mình nói mình bắt mình đi mà dựa vào ngoài, bên ngoài bệnh mình dựa tới việc dụng của ông sư là từ bên ngoài vô chứ không có từ bên trong được. Thành ra cái gì nó không phải có chiều xuôi và chiều ngược. Thành ra mình coi theo cái điều kiện của mình á, cái điều xuôi là tự nó có một số cái điều kiện,
và cái điều ngược là những cái điều kiện bên ngoài. Ví dụ dễ hiểu vậy đi, mình nói về thực tinh pháp thì nó cũng giống vậy. Thực tinh pháp là chặt cầu nguyên gia nó muốn phát sanh thì nó dựa vào đâu? Nó phải dựa vào điều kiện của đối tượng xúc vô, rồi nó dựa vào cái điều kiện là những cái tâm, cái tâm sở đi theo nó, và nó dựa vào cái điều kiện là những cái pháp phát sanh trước nó mới giúp cho được nó, chứ nếu mà không có pháp trước nó rồi những cái pháp đứng sau nó cũng phải giúp. Bởi vì quý vị nếu mà nào vậy nó học trong duyên hệ đều biết có những cái pháp nó sanh trước nó là nhân duyên, nhưng mà có những cái pháp nó làm nhân duyên nó cũng sanh sau chứ nó không sanh trước được. Ví dụ như cái sắc bây giờ nó sanh thì những cái tâm nó hộ trì cái đó nó phải sanh sau, chứ làm sao nó sanh trước cái sắc được. Bởi vì sanh trước cái sắc là nó diệt mất rồi. Nên mình không thể, con người mình đừng có nghĩ rằng mình một mình có thể làm được gì, việc gì không thể làm được gì. Nó có bên ngoài, bên trong, bên dưới, bên trên, bên dưới là phía sau. Nó có nhiều chuyện vậy đó. Thành ra những cái chuyện đó mà đều mình biết, cái người mà kêu bằng có khả năng là làm thế nào để dung hòa và xài được những cái điều kiện đó. Thế còn mình nhưng có nhiều người nó phải nói chứ, mới tu rồi cái sách ấy vô rừng tính là mình ngon à, chưa chắc, không bao giờ. Bởi vì trước sau phải đi tìm, phải đi kiếm ăn, kiếm này kiếm nọ, là mình cũng phải nhờ cộng đồng nó giúp mình, mà cộng đồng nó giúp mình bây giờ mình phải trả lễ bằng cách nào. Ít nhất mình cũng đem kinh nghiệm mình để lâu lâu nó không bài pháp hay bài pháp, chứ bây giờ mình đi vô đường ngoại không mà nó không cần biết ai hết. Bây giờ sách thì mình đi thôi, trước sau gì cũng đói chứ không ai. Bởi vì nó thấy mình mà cài dịch thì nó cài dịch với mình là mình bá thở luôn. Nam mô Phật thay vậy. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, con xa thú, xa thú, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, xin mời mọi người, xin mời, còn có vài phút nữa, xin mời mọi người. Dạ, đây có một cái câu hỏi là sư ở đây gửi, là ở trong bát chánh đạo thì cái chi chánh kiến là trí tuệ, nhưng mà tánh trí mà lại dùng là chánh kiến, là như vậy. Dạ. Tại sao không dùng cái chỉ là chánh trí mà sử dụng chánh kiến, mà xong với đó là cái chi pháp của chánh kiến là trí tuệ? Dạ. Con kính gửi mít để sư chỉ dạy. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Về Nhã Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tâm sở trí tuệ nó có nhiều cái nhiệm vụ, nó ở chỗ nào thì dùng theo cái nhiệm vụ của nó cho đó. Trong bát thánh đạo thì chánh kiến để thấy, thấy cái gì? Thấy niết bàn. Chứ đâu phải trí, trí nó không làm gì làm sao được. Những cái chỗ khác cũng vậy đó. Là người ta dịch theo cái nhiệm vụ nó lúc đó, chứ cái trí tuệ mà nó nằm chỗ khác thì người ta gọi là, thí dụ như trí tuệ đó nó nằm trong ngũ quyền, người ta gọi là tuệ quyền, chứ người ta sao người ta gọi là trí quyền được. Là tùy theo cái điều kiện của những cái ngôn ngữ mà họ dịch, người ta họ dịch theo cái ngôn ngữ đó. Chứ nếu dùng Pali thì nó giống nhau hết, dùng Pali là như vậy, thành ra. Nhưng mà khi mà dịch ra là thành ra rất nhiều cái sự nhiêu khê trong bản dịch. Thứ nhất là những cái người mà mình đi tới xứ người ta mình học á, nhiều khi không hiểu nó là cái gì. Thì là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, họ mới qua đấy có nhiều cái chữ mình đọc trong tiếng Việt về, tới chừng qua cái mình ráng cố gắng mình dịch từ cái tiếng Việt qua tiếng Thái, cái họ không hiểu gì hết, họ ngó mình, họ đứng ngó được căng nhỉ. Tại sao này mình không biết. Nó không phải dễ đâu quý vị. Trong tiếng Việt mình nó nhiều cái chữ, thành ra khi mà ta dịch á, người ta muốn dịch cho nó hay, nó đẹp là nó sai nghĩa liền.
hoặc là muốn dịch cho nó đúng ý đúng này kia xùm thì nó lại không đúng chỗ, không đúng thời, không đúng lúc. Nói ngôn ngữ là nó rất là nhiều khê nhiều chuyện lắm, cho nó không có dễ dàng như mình tưởng. Là thắc mắc cái gì cho thắc mắc những cái kiểu này rất là nguy hiểm, bởi vì nó không phải nói chứ quý vị biết nội cái tâm sở tại quyền á, thường mình không có cái tâm sở nào là tâm sở trí tuệ, nên nhớ đó, chỉ có tâm sở tại quyền tại bên viên si chê ta si cả đó, tâm sở tại quyền. Tại quyền ví dụ nó nằm trong ngũ lực nó khác, nằm trong ngũ quyền không, nằm trong thất chất chi nó khác, nằm trong bát thánh đạo thì người ta phải dịch khác khác nhớ đó, chứ làm sao ta dịch giống được ha. Nếu dịch giống cái sự hiểu lầm nó rất là nguy hiểm đó. Thành ra người Việt mình á, thì cái gì cũng dịch, cũng dịch cái chữ gì cũng dịch, thành ra nó có những cái người ta hiểu lầm rất ấy. Người Thái hay người Miến Điện á, có những chữ họ không có dịch mà họ lấy tiếng Bali họ âm ra tiếng cái họ để họ xài. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như cái chữ niệm á, tâm trở sở tị đó, quý vị tới Thái nó cũng xà tị mà tới Miến Điện nó cũng xà tị đó. Mà bây giờ cái chữ nghiệp á, cái câm má đó, thì Thái nó cũng đọc là câm mà Miến Điện nó cũng là câm, bởi vì có những cái chữ này dịch người ta rất dễ hiểu lầm, nó lấy chữ Bali nó xài luôn, âm thanh cái âm thanh của cái xứ đó nó xài vậy đó. Chúng ta thấy cái đó nó rất là hay chứ nó không có dở, mà nó làm cho người ta đỡ phải đấy. Còn mình tất cả cái gì đều dịch hết nó dịch. Mà dịch tiếng Việt là có nhiều cái niệm, ví dụ mình nói là ta niệm á, người ta tưởng niệm Phật là kêu tên của vị nào đó lặp đi lặp lại hoài là niệm, nhưng mà cái niệm mình sở tỷ nó đâu phải là vậy, phải không? Nó có những cái mà mình rất là không, những cái mà khó khăn vậy mình không nên dịch, bởi vì dịch ra là rất là nguy hiểm cho mình, nó không có dễ vậy đó. Có những cái thì quý vị nên hiểu cái chuyện đó là để sau này đó mình đỡ phải cà lâm nhiều chuyện. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh và Tư Tâu Hề Gia Kinh Thầy Chị Cây Sinh Nam và Sinh Đấy Trong Phật Đạo. Tất cả phước báo nào học sinh và pháp loại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên là để tất cả tâu hiện giả cùng với sinh đấy trong Phật Đạo có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngôn ngầm nơi tâm. Rồi, hình như là trong rung chúng tôi không thấy ai, trước khi chúng tôi buồn ít chúng tôi xin phúc chúc trước. Rồi cô mấy ta làm gì đó làm lại trong rung. Hoa quá tu sắp bà măng khả lăng rắc khám tu sắp bà đề quá ta sắp bà bút tha nút bà quê ná xà ra do thí phá hoành tù tề. Hoa quá tu sắp bà măng khả lăng rắc khám tu sắp bà đề quá ta sắp bà thăm bê ná xà ra do thí phá hoa tu sắp bà măng khả lăng rắc bà đề quá ta sắp bà sẵn khả nút bà quê ná xà ra do thí phá hoành tù tề. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã vào rung Phật giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con, để chúng con có được cái bài học làm hành trang trên con đường tu tập. Dạ, chúng con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, giờ đây Ngài đã chúc phúc rồi, con xin đọc phần hồi hướng sau khi nghe Pháp. Dạ đề quá ta san tí vi hà ra hoa si ni thù bê ca rê bồ thí ca rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na phá hoàn tu bù chi ta xuất thình ca rôn tê tha vi hà ra mạnh đá lê thê ra cha mạch cha